Các bạn đang nghe truyện Long Tượng kiếm chủ tên cũ là tu luyện giảng lược hóa công pháp trên kênh TV Audio CV chương 780, Vạn dặm Đại Na Di. Bình thường tới nói, Trần Phỉ giờ phút này hẳn là góp nhặt một chút điểm cống hiến, hoặc là tiếp tục hối đoái đỉnh tim công pháp, thử đem tử tiêu tinh diệu kiếm tiếp tục tăng lên. Hoặc là liền trực tiếp tích lũy đến 100 cái tiểu công, đem thánh địa nửa bộ trấn phái công pháp đổi lấy. Chỉ là bây giờ nhìn xem hắc thần trong kết giới biến hóa, nói thật, Trần Phỉ là thật có chút bận tâm, kết giới lúc nào sẽ đột biến. Nếu quả thật đến loại kia thời điểm, trong tay còn không có hối đoái đi ra điểm cống hiến, không nhỏ có thể sẽ trực tiếp hết hiệu lực. Dù sao cái này nhiệm vụ điện ở chỗ này mục đích là vì xóa đi hắc thần kết giới. Nếu như kết giới đột biến, đến lúc đó khả năng nhiệm vụ điện đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, khi Trần Phỉ trên tay chỉ có điểm cống hiến, đi nơi nào hối đoái ban thưởng, là một cái vấn đề thật lớn. Cái này nhiệm vụ điện là mấy nhà thánh địa cộng đồng thiết lập, ngươi cầm điểm cống hiến đi mổ gia thánh địa ở trong hối đoái, người ta không nhất định sẽ phản ứng ngươi. Rơi túi vì an, cái khác đều là hư. Trần Phỉ trở lại trong mật thất, đem trước tiêu khải bình năm người linh bảo bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Một bên kiểm kê đồ vật, vừa nghĩ cách giới tiết điểm sự tình. Vừa rỗi thí nghiệm đến cuối cùng, như thế nào để kết giới tiết điểm xuất hiện dị dạng phương pháp, Trần Phi đã mò thấy. Tiến triển hiệu suất xa so với Trần Phi tưởng tượng muốn thuận lợi, xác thực phải nhờ có kết giới đối Trần Phi tăng thêm, đặc biệt là chém giết tiêu khải bình năm người về sau, hạt thần kết giới cho Trần Phi tăng thêm, rõ ràng có biên hóa về chất. Nếu như nói trước đó, Trần Phi hấp thu công pháp cảm ngộ thời điểm, hắc thần kết giới chỉ là cho Trần Phi một điểm thuận tiện, kia bây giờ, đã đem Trần Phí xem như nửa cái yêu vật đối đãi. Bất quá phương pháp có, Trần Phi một người lại không cách nào hoàn thành, cần những người khác lực lượng, cùng nhau lôi kéo tiết điểm, mới có thể để hắc thần kết giới tiết điểm, triệt để dị biến. Cho nên Trần Phi ra, chờ đợi ngày mai Triệu Thụy Chinh ba người xuất quan. Dựa theo Trần Phi tính ra, chỉ cần có Triệu Thụy Chinh ba người hỗ trợ, tiết điểm vấn để liền có thể giải quyết. Tiêu Khải Bình năm người linh bảo bên trong đồ vật, cùng tuyệt đại bộ phận son hải cảnh chính là thượng phẩm nguyên thạch cùng đan dược cùng chút ít tứ giai linh tài về phần công pháp trần phi nhìn một chút cơ hồ đều không có dung hợp giá trị chỉ có kinh triêu đóng nguồn nước trời giải có chút ý tứ trước đó kinh triêu đóng lấy nguồn nước thân phương thức na di đến trần phi phụ cận ít nhiều có chút kinh diễm đến trần phi trình độ nào đó cái này cùng thiên phú na di đã có chút cùng loại bất quá trần phỉ đang nhìn nguồn nước trời giải môn này truyền thừa về sau phát hiện cái này nguồn nước thân na di hạn chế không nhỏ kém xa giống thiên phú na di như thế tùy tâm sở dục trần phỉ vừa muốn đem nguồn nước trời giải phóng dưới cánh tay đột nhiên có chút dừng lại nguồn nước thân trao đổi trần phỉ trong đầu đột nhiên nhớ tới từng cái đỉnh tim thế lực cùng thánh địa đại na di phát trận đối với những thế lực này đệ tử mà nói nếu như chuyện không thể làm còn có một con đường lùi, đó chính là dùng trận thế đem mình na di về tông môn ở trong. Trừ phi bị cái khác trận thế vây khốn, không phải đầu này đường lui, cơ hồ tương đương với đầu thứ hai tính mệnh. Đối với loại này, Trần Phỉ tự nhiên có chút hâm mộ, nhưng đây là người khác thế lực nội tình, cho dù hâm mộ, cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ môn này nguồn nước trời giải, lại làm cho Trần Phỉ sinh ra một cái không giống suy nghĩ. Nếu như đem nguồn nước trời giải dung nhập vào nghiệt huyết độn ảnh quyết môn này phân thân công pháp bên trong, đến lúc đó lấy phân thân làm tiêu ký điểm, lợi dụng nguồn nước thân cùng bản thể có thể trao đổi công pháp đặc tính, để thiên phú Na Di làm truyền tống mối quan hệ. Vậy có hay không khả năng, đến lúc đó phân thân tại thiên nhạn thành, trần phỉ bản tôn tại ngàn dặm vạn dặm, thậm chí chỗ xa hơn, liền có thể đem mình Na Di về thiên nhạn thành bên trong, trần phi tay phải ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt đất, trên lý luận, hăng là không có vấn đề bất quá cần cân nhắc chính là na di khoảng cách quá xa có thể sẽ đối thân thể tạo thành cực kỳ khủng bố áp lực na di là tại không gian tường kép bên trong tiến lên bởi vì khoảng cách không phải rất xa lợi dụng thiên phú chính là sự tình trong nháy mắt cũng sẽ không tạo thành cái gì áp lực nhưng bây giờ đem khoảng cách kéo dài đến ngàn dặm vạn dặm thậm chí càng xa về khoảng cách đến lúc đó vẻn vẹn thiên phú na di bảo hộ đã không quá đầy đủ không gian tường kép bên trong áp lực tất nhiên sẽ truyền đến trong thân thể bằng vào ta bây giờ thân thể phòng ngự vấn đề cũng không lớn đồng thời cũng không phải thật sự là hư không vẻn vẹn không gian tường kép áp lực cũng có cực hạn trần phi ánh mắt ba động đến lúc đó đem công pháp luyện thành về sau nhiều thí nghiệm một chút liền có thể đo lường tính toán ra xa nhất na di khoảng cách trần phi bắt đầu chăm chú nghiên cứu nguồn nước trời giải sau hai canh giờ trần phi ngẩng đầu trong lòng đối với mình phỏng đoán trở nên càng thêm kiên định phát hiện mới công pháp nguồn nước trời giải dung hợp phát hiện mới công pháp nguồn nước độn ảnh quyết đơn giản hóa nguồn nước độn ảnh quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công nguồn nước độn ảnh quyết nhiệt huyết độn ảnh quyết cảm giác mới công pháp cuối cùng đặc tính trần phỉ trên mặt không khỏi lộ ra ý cười dạng như vậy chính trần phỉ cũng nhiều một đầu đường lui ngày nào nếu là gặp không thể chống đỡ được địch nhân cho dù cuối cùng bị đánh đến toàn thân vỡ nát cũng không cần nghĩ đến tích huyết trùng sinh mà là trực tiếp đem huyết nhục na di đến phân thân vị trí dù sao có thể đưa ngươi đánh tới toàn thân vỡ vụn cho dù thật tại chỗ khôi phục lại cực lớn có thể là bị lần nữa đánh nổ lại so sánh cái khắc đỉnh tim thế lực lợi dụng trận thế đến đại na di trần phỉ sử dụng công pháp chẳng những tốc độ càng nhanh mà lại cũng càng thêm ẩn nấp dù sao trận thế ba động cùng công pháp ba động hoàn toàn là hai loại tần suất chính là đến lúc đó trần phỉ phân thân tốt nhất chính là một mực tọa trấn ở bên trong môn phái không thể tùy ý đi địa phương khác điểm ấy ngược lại là không có gì theo trần phỉ bản tôn đột phá đến sơn hải cảnh trung kỳ sơn hải cảnh sơ kỳ phân thân tại về mặt chiến lược đã cung cấp không được quá nhiều trợ giúp chính là thi triển liên thân quyết, giúp bản tôn gánh chịu áp lực, cũng bởi vì phân thân thực lực bản thân, mà không cách nào lại như lúc trước, cho hai thành giảm tổn thương hạng mức cao nhất. Đây chính là một chút công pháp không bằng thiên phú nguyên nhân, thiên phú tăng thêm, vĩnh viễn là tại hiện tại trên cơ sở cho ngươi, mà công pháp, chỉ có thể đến công pháp hạng mức cao nhất, vượt qua liền bất lực. Một môn nguồn nước trời giải, để Trần Phi đối với lần này kiểm kê có chút hài lòng về phần thượng phẩm nguyên thạch lại nhiều nhiều ít, Trần Phi ngược lại không có quá mức để ý đem tất cả mọi thứ thu nhập đến càng nguyên kiếm bên trong. Trần Phi bắt đầu đồng thời vận chuyển tử tiêu tinh diệu kiếm cùng nguồn nước độn ảnh quyết, hai môn công pháp cảm ngộ xuất hiện tại trong đầu. Dung nhập nguồn nước trời giải thời điểm, Trần Phi trọng điểm muốn là nguồn nước thân, cho nên mới công pháp nguồn nước độn ảnh quyết độ thuần thục chỉ là giảm xuống một bộ phận, đến viên mãn cảnh hơn phân nửa trình độ. Bình thường tu luyện, Trần Phi có thể trong vòng một năm, đem môn công pháp này tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Nếu có hắc thần kết giới hỗ trợ, đoán chừng không cần 10 ngày, liền có thể đem môn công pháp này tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Hai tướng so sánh, chỉ có thể nói, hắc thần chân thực cảnh giới thật sự là quá mức kinh khủng. Tứ giai công pháp tại trong mắt, giống như tiểu nhi nhà tròi. Hoặc là nói, tựa như bây giờ Trần Phỉ, đối đãi luyện khiếu cảnh công pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói một chút liền có thể nhìn thấy đầu đồng thời hơi chăm chú một chút liền có thể trực tiếp cường hóa công pháp vẫn là trước hấp thu thiên phú kim cương bất hoại lại hấp thu nguồn nước độn ảnh quyết trần phỉ trong lòng định ra sách lược phân thân xuất hiện tại trong mật thất bắt đầu chỉ huy thiên địa nguyên khí đánh trần phỉ thân thể trong lúc nhất thời ba môn công pháp cảm ngộ cùng nhau hiện lên đem trần phỉ tất cả lực chú ý đều tập trung vào ngay trong thức hải không rảnh quan tâm chuyện khác sáng sớm hôm sau triệu thụy chinh ba người đã xuất hiện tại nhiệm vụ điện trước cửa trần phỉ khoan thai tới chậm loại này ngao du tại công pháp cảm ngộ bên trong rất dễ dàng để cho người ta trầm mê ở trong đó trần phỉ tự thân hưởng thụ loại cảm giác này mới có thể như thế không ngừng mà tu luyện triệu thụy chinh ba người trải qua năm ngày tỉnh dưỡng tăng thêm từ nhiệm vụ điện hối đoái một chút đang dược, cuối cùng đem thần hồn thương thế triệt để khôi phục. Triệu Thụy Chinh ba người nhìn xem đi tới Trần Vĩ, thần sắc đều thoáng có chút biến hóa. Dù sao ở chung được một đoạn thời gian, đồng thời được chứng kiến Trần Vĩ chiến lực toàn bộ triển khai đánh giết tứ giai trung kỳ yêu vật, cho nên đối với Trần Vĩ khí tức biến hóa, Triệu Thụy Chinh ba người muốn so những người khác mẫn cảm rất nhiều. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, Trần Phi khí tức tăng cường không ít nhưng hết lần này tới lần khác lại ở vào Sơn Hải Cảnh Sơ Kỳ, cái này lộ ra rất kỳ quái. Bởi vì năm ngày trước, Trần Phi cũng đã là Sơn Hải Cảnh Sơ Kỳ đỉnh phong, lại tăng trưởng, hắn là đột phá đến Sơn Hải Cảnh Trung Kỳ mới đúng. Trần Phi nhìn thấy Triệu Thụy Chinh trong mắt ba người dị dạng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá không có giải thích. Bốn người hàng huyên vài câu, Trần Phi chủ yếu nói một lần bây giờ hắc thần kết giới biên hóa. Triệu Thụy Chinh ba người lúc đầu vừa xuất quan, còn có chút vui vẻ tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút trầm xuống. Hắc thần kết giới biến hóa càng lúc càng nhanh, trước đó một tháng, cơ hổ đều không có gì biến động, kết quả bây giờ liền phản phất một ngày một cái dị biến, để cho người ta không kịp nhìn. Điều này đại biểu hắc thần kết giới đối với vô tận hải quy tắc, lợi dụng càng phát ra thành thạo, cái này hiển nhiên không phải một kiện chuyện gì tốt. Bất quá bất kể như thế nào, yêu vật vẫn là phải tiếp tục giết. Trần Phi bốn người vừa muốn hướng kết giới phương hướng mà đi, sau lưng nhiệm vụ điện đột nhiên phạm vi một trận ánh sáng nhạt, đây là nhiệm vụ điện đổi mới nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ trọng đại, mới có dị dạng. Trần Phi bốn người bước chân dừng lại, quay người hướng phía nhiệm vụ điện mà đi, chỉ cần còn chưa bước vào hắc thần kết giới, giờ phút này cũng toàn bộ tuôn hướng nhiệm vụ điện. Một lát sau, Trần Phi bốn người từ nhiệm vụ điện bên trong đi ra nhiệm vụ đổi mới rất nhiều, ở trong bắt mắt nhất là vây quét thanh tùng hồ, lại nhiệm vụ này cho yêu vật đánh giết ban thưởng, tăng lên 3 thành. Trần Phỉ phát hiện mình dám công ngọc thước bên trên, nhiều hơn một trong đó công, hiển nhiên phi hoàng phái cây vương xuất hiện tại thanh tùng hồ, đã bị nhiệm vụ điện người xác nhận. Chúng ta không tiếp nhiệm vụ này sao, Triệu Thụy Chinh có chút nghi hoặc nhìn Trần Phỉ. Địa phương khác gần như sắp tìm không thấy rải rác yêu vật, phản công thanh tùng hồ mặc dù nguy hiểm, nhưng nhiều người tình huống dưới, gánh vác áp lực không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Chỉ cần còn muốn tiếp tục kiếm điểm cống hiến, nhiệm vụ này không dung bỏ lỡ, huống chi ban thưởng còn tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên. Không vội, theo ta đi một chỗ, nếu như có thể thành, có lẽ bên kia sẽ tốt hơn. Trần Vĩ lắc đầu, mang theo triệu thụy chinh ba người bước vào hắc thần kết giới. Phiêu miểu hồ phụ cận Sơn Hải cảnh tại tập kết, Trần Phỉ bốn người thì là trực tiếp bước vào hắc thần kết giới ở trong. Dẫm tại khu vực an toàn tịnh hóa pháp trận bên trên, Trần Phỉ hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm giác hôm nay trận thế có một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng thật nếu để cho Trần Phỉ nói ra chỗ nào cổ quái, Trần Phỉ trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Triệu Thụy Chinh ba người ngược lại là không có cảm giác gì, bọn hắn chỉ là đang nghĩ Trần Phỉ sẽ dẫn bọn hắn đi đâu trải qua lần trước cộng đồng chém giết yêu vật về sau, triệu thụy chinh ba người đã đối trần phỉ hoàn toàn tín nhiệm. Thế giới này có đôi khi rất hiện thực, làm ngươi thực lực đủ mạnh thời điểm, sẽ thiên nhiên để cho người ta đối ngươi bảo trì tín nhiệm, trừ phi ngươi tự tay đem loại này tín nhiệm hủy đi. Trần Phỉ dẫn Triệu Thụy Chinh ba người, đi tới rừng đá hẻm núi hơn 20 dặm bên ngoài dừng lại, chính là Trần Phỉ hôm qua thí nghiệm vị trí kia. Cũng không phải là nhất định phải ở chỗ này, nhưng Trần Phỉ nếu như muốn tìm mới tiết điểm, lại nhất định phải hao phí một đoạn thời gian đến xác nhận tiết điểm bên trên chi tiết. Trong kết giới tiết điểm nhiều vô số kể, nhưng giống như trên thế giới không có giống nhau như đúc lá cây, tiết điểm cùng tiết điểm tại một số phương diện, cũng trên lệch cực lớn. Trần Huynh Đệ, chúng ta đây là Triệu Thụy Chinh nhìn xem bốn phía, ánh mặt nghi hoặc, vốn cho rằng Trần Phi sẽ dâng bọn hắn đi một cái có yêu vật, nhưng nơi tương đối an toàn, nhưng nơi này hoàn toàn không phù hợp yêu cầu này. Hắc thần trong kết giới sẽ có một chút khu vực yêu vật tương đối dễ dàng đánh dê. Trần Phi Âm tâm thả ra ánh sáng nhạt bao phủ dưới chân. Tiếp điểm tình huống cùng hôm qua hơi có khác biệt, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nơi này là loại kia khu vực đặc biệt. Triệu Thiên Nguyệt con mắt hơi sáng lên. Tại phiêu miểu hồ sơn hải cảnh chỉ cần không phải loại kia vừa tới nơi này đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua loại vị trí này chỉ cần thực lực đầy đủ, giữ vững dạng này vị trí, tương đương với nhiều một cái điểm cống hiến tăng trưởng điểm. Bất quá chỗ như vậy, bây giờ toàn bộ nắm giữ tại thực lực cường đại đội ngũ trong tay, cho dù phát hiện sớm nhất chính là cái khác đội ngũ, cuối cùng đều sẽ thay chủ. Rất bất đắc dĩ, nhưng rất hiện thực. Trung Châu Đại Lục bây giờ nhận hắc thần uy hiếp, ấn lý tới nói, là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, buông xuống dĩ vãng thành kiến, cộng đồng cổ găng, chống lại hắc thần. Nhưng lòng người khó dò, trong lòng của mỗi người đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu quả như thật đối mặt nguy hiểm, lòng của mỗi người nghĩ đều có thể nhất trí, vậy thế giới này đã sống một mảnh bình thản. Nói cho cùng, chỉ cần là hữu tình chúng sinh, cuối cùng đều sẽ tự nhiên khuynh hướng chính mình. Đương nhiên, cũng có những cái kia đại ái người, chỉ là cực kỳ số ít. Nghe được Trần Phỉ, Triệu Thụy Chinh cùng đường thủ xương trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, xem xét chung quanh nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vị trí này cùng địa phương khác cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt triệu thiên nguyệt cũng phát hiện điểm này trong lúc nhất thời ba người đều nhìn về trần phỉ nơi này không phải loại kia đặc thù vị trí ta chỉ là muốn đem nơi này biến thành địa phương như vậy xem xét tốt tiết điểm tình huống trần phỉ ngẩng đầu nhìn về phía triệu thụy chinh ba người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói biến thành địa phương như vậy. Triệu Thụy Chinh ba người liếc mắt nhìn nhau, nếu như không phải đã nhận biết Trần Phỉ mấy ngày, Triệu Thụy Chinh chỉ sợ đều muốn tức giận. Loại kia khu vực đặc biệt, thuộc về hắc thần kết giới sai lầm điểm, thiên nhiên hình thành, ngươi vậy mà muốn tự mình mở ra một cái, đây là đợi lát nữa các ngươi chỗ cần hỗ trợ, có thể thành công hay không, chúng ta thử một chút liền có thể. Trần Phi ném ra ngoài ba khối ngọc giản, Triệu Thụy Chinh ba người lây tay tiếp được trong chiếc thẻ ngọc nội dung cũng không phiền phức, đứng vững riêng phần mình vị trí, tại Trần Phi cần thời điểm, sử dụng nguyên lực tiến hành lôi kéo. Tốt, Triệu Thụy Chinh ánh mắt từ ngọc giảng bên trên nâng lên. Không có chất vấn, cũng không có cái khác thêm lời thừa thải, loại chuyện này thử một lần liền biết, không cần nói thêm cái gì. Triệu Thiên Nguyệt cùng đường thủ xương cũng nhẹ gật đầu, ngày đó Trần Phi chém ngược tứ giai trung kỳ yêu vật, đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cố gắng, trần phi thật có thể mở ra một cái khu vực đặc biệt cứ việc loại chuyện này liền ngay cả thánh địa ở trong những cái kia sơn hải cảnh đỉnh phong đều không thể hoàn thành trần phi nhìn thấy triệu thụy chinh ba người không giữ lại chút nào tín nhiệm nụ cười trên mặt càng sâu đợi ba người đứng vào vị trí càng nguyên kiếm hóa thành lôi đình xuất hiện tại trần phi trong lòng bàn tay khí thế bàn bạc bông nhiên từ trần phi thể nội bay lên để tiết điểm xuất hiện dị dạng cần đủ cường đại lực lượng cho nên Trần Phi không giữ lại chút nào đem thực lực hiện ra ra. Cảm giác được Trần Phi Son Hải Cảnh Trung kỳ khí tức, Triệu Thụy Chinh ba người con mắt không tự chủ được có chút trận to. Lúc này mới năm ngày không thấy Trần Phi vậy mà đã vô thanh vô tức đột phá, liên tưởng đến trước đó ở bên ngoài nhìn thấy Trần Phỉ, cảm giác được một điểm khí tức dị dạng, nguyên lai nguyên do đến từ nơi này. Triệu Thụy Chinh nhìn xem hiện Trần Phỉ thỏa thích bốc lên khí thế, căn cơ vững chắc vô cùng không có chút nào vừa đột phá người loại kia phù phiếm cảm giác. Nhớ ngày đó Triệu Thụy Chinh đột phá đến sơn hải cảnh trung kỳ, trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, đến ổn định cảnh giới của mình, mà cái tốc độ này đều đã xem như mau. Triệu Thiên Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xem Trần Phỉ, nàng bây giờ là ba tòa thần cung, đối với sơn hải cảnh trung kỳ, tự nhiên đã chờ mong đã lâu. Chỉ là chủ tu công pháp bây giờ nắm giữ còn chưa đủ, tùy tiện đột phá, có thất bại khả năng. Triệu Thiên Nguyệt lần này tới phiêu miễu hồ, kỳ thật liền muốn hối đoái một phần thiên lâm hoa, lấy thiên lâm hoa chi lực, cưỡng ép đột phá đến sơn hải cảnh trung kỳ. Đường Thủ Sương nhìn xem Trần Phỉ, tâm tình so Triệu Thụy Chinh hai người muốn nhiều phức tạp, bởi vì Đường Thủ Sương là biết Trần Phỉ cụ thể thời gian tu luyện. Từ lúc trước hợp khiếu cảnh đỉnh phong, cho tới bây giờ sơn hải cảnh trung kỳ, ở trong có thời gian 10 năm sau, thánh địa thiên kiêu, thánh địa thiên kiêu bây giờ ở trong mắt Đường Thủ Sương, xa xa không cách nào cùng Trần Phi đánh đồng. Nhìn xem Trần Phi bây giờ tu vi, đường thủ xương có một loại không hiểu cảm giác, tương lai, Trần Phi cố gắng có thể tạo ra một cái kinh thiên đại nghiệp ra. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì trước đây không cổ nhân tốc độ tu luyện, cho dù ai nhìn thầy, đầu muốn viết một cái chữ phục. Trần Phi hai tay cầm cầm càng nguyên kiếm, sau một khắc, càng nguyên kiếm trực tiếp đâm về phía mặt đất. Ông! Mặt đất nổi lên gợn sóng, tiếp lấy một đoàn ánh sáng màu đen chậm rãi dâng lên khải trần phi khẽ quát một tiếng triệu thụy chinh ba người không có chút nào do dự riêng phần mình vung ra một đầu nguyên lực dây thừng lôi kéo ra cái này đoàn ánh sáng màu đen cái này đoàn ánh sáng màu đen chính là kết giới tiết điểm bị trần phi lấy phương pháp đặc thù đem nó đánh ra màu đen quan đoàn rung động kịch liệt triệu thụy chinh ba người đứng tại đặc biệt vị trí một mực đem tiết điểm giữ chặt để không cách nào trở về đến kết giới ở trong. Trần Phi cầm trong tay càng nguyên kiếm, một kiểm đảo qua tiết điểm phía dưới. Tại thiên nhãn đen trắng tầm mắt bên trong, Trần Phi một kiếm này, đem tiết điểm rất nhiều điểm đường từng cái chặt đứt, màu đen quan đoàn rung động, trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu như là Trần Phi một người, muốn đồng thời hoàn thành những chuyện này, căn bản không có khả năng, cũng may còn có triệu thụy chinh ba người tại triệu thụy chinh ba người giờ phút này thần sắc ngưng trọng bởi vì màu đen quan đoàn dãy dụ biên độ cực lớn hơi không chú ý khả năng nguyên lực dây thường liền bị kéo đứt nếu như nói vừa rồi ba người bọn họ đối với trần phỉ có thể hay không làm ra một cái khu vực đặc biệt thầm nghĩ chỉ là phối hợp trần phỉ thí nghiệm một chút nhưng đối với có thể thành công hay không nhưng thật ra là cầm thái độ hoài nghi nhưng bây giờ cảm giác cái này đoàn ánh sáng màu đen khí tức rõ ràng chính là kết giới tiết điểm liền hướng về phía Trần Phỉ có thể đem kết giới tiết điểm tách ra phần này bản sự, trong lòng bọn họ hoài nghi liền trên phạm vi lớn hạ thấp. Theo tiết điểm chậm chạp không trở về tại chỗ, chung quanh hắc vụ bắt đầu rung động, hướng phía bên này vọt tới, đồng thời từ trên mặt đất, cũng có một đoàn tinh túy hắc vụ không ngừng toát ra. Đây là kết giới tại tự động chữa trị tiết điểm, nếu như tiết điểm thật vỡ vụn, vậy liền sẽ trực tiếp tạo ra một cái mới mà bây giờ tiết điểm cũng không phải là vỡ vụn, cũng không có rời xa quá xa, cái này để kết giới ý đồ đem lúc đầu tiết điểm kéo về đến vị trí cũ. Loại này lôi kéo, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, từ mặt đất lỗ hổng vị trí tuôn ra hắc vụ, trở nên càng thêm nồng đậm, sau một khắc, một con tứ giai sơ kỳ yêu vật đột ngột xuất hiện tại màu đen quan đoàn bên cạnh. Không có đem tiết điểm kéo về, kết giới sinh thành một loại khác phương thức giải quyết, để yêu vật từ địa phương khác truyền tống tới. Có vấn đề, liền trực tiếp giải quyết vấn đề, không có vấn đề, liền để yêu vật trực tiếp lây yêu thân thể bổ sung đến tiết điểm ở trong. So sánh vô tận hải thiên đạo không thể nắm lấy, hắc thần kết giới vận chuyển tới một mức độ nào đó tham khảo vô tận hải thiên đạo, không biết là bắt chước không đúng chỗ, vẫn là nguyên nhân khác, lộ ra không có như vậy nhạy cảm. Bất quá tại hắc thần kết giới xem ra, một cái tiết điểm dị dạng, từ lớn phương diện bên trên nhìn, ngay cả tiếng giới chi tật cũng không tính, căn bản là râu ria. Cho nên trong kết giới, mới có như vậy một chút đặc thù khu vực, Trần Phi bây giờ cứng rắn tạo một cái ra, cũng không có gây nên kết giới quá nhiều dị dạng. Yêu vật trông thấy Trần Phi bốn người, vừa muốn gào thét phóng tới gần nhất Trần Phi, Càng Nguyên Kiếm đã dẫn đầu chém qua yêu vật thân thể. Tổi khô lạp hủ, Càng Nguyên Kiếm không có chút nào trở ngại, thân kiểm từ yêu vật đầu bắt đầu, một đường hướng phía dưới, đem yêu vật thân thể trực tiếp chia làm hai nửa. Lực lượng cùng bảo quét sạch bên trên yêu vật còn lại thân thể tàn phế, một tiếng vang trầm bên trong, toàn bộ yêu vật hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn quang hoa xuất hiện, tiếp lây chia ra làm bốn, trôi hướng Trần Phi bốn người dám công ngọc thước ở trong. Trần Phi chiếm bảy thành, còn lại ba thành bị triệu thụy chinh ba người được chia. Từ yêu vật xuất hiện, đến yêu vật bị chém giết, hết thảy đều tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Cơ hồ chính là thời gian nháy mắt, điểm cống hiến nhập trướng, Triệu Thụy Chinh ba người biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Bọn hắn, vậy mà thật làm ra một cái yêu vật khu vực đặc biệt. Về phần tứ giai sơ kỳ yêu vật bị trong nháy mắt chém giết, ngược lại không phải chuyện kỳ quái gì, Trần Phỉ chiến lực tại Sơn Hải cảnh sơ kỳ liền đã mạnh đến mức không tưởng nổi, bây giờ đột phá, tự nhiên sẽ chỉ càng mạnh về phần điểm cống hiến phân chia bọn hắn ngược lại không có để ở trong lòng liền lôi kéo một chút nguyên lực dây thừng liền có điểm cống hiến đến chuyện tốt như vậy còn có cái gì có thể yêu cầu thanh tùng bên hồ kia điểm cống hiến là nhiều nhưng đó là phải dùng mệnh đi đổi trở lại vị triệu thụy chinh ba người thần sắc một chút trở nên có chút đặc sắc mà tại ba người còn đang suy nghĩ thời điểm trên mặt đất hắc vụ liên tục không ngừng tuôn ra tiếp lấy một lát không đến lại là một con tứ giai sơ kỳ yêu vật xuất hiện. So sánh cái khác loại kia khu vực đặc biệt, Trần Phỉ loại này mình ngược lại làm ra tiết điểm, tạo ra yêu vật tốc độ, muốn xa xa vượt qua những cái kia vị trí. Một canh giờ trôi qua, hết thảy chém giết 13 con tứ giai sơ kỳ yêu vật. Trần Phỉ để Triệu Thụy Chinh ba người cắt ra nguyên lực dây thừng, để tiết điểm trở về kết giới ở trong. Bình thường tới nói hắc thần kết giới là sẽ không chú ý đến những này việc nhỏ không đáng kể, nhưng Trần Phỉ cẩn thận phía dưới, vẫn là quyết định chuyển sang nơi khác tiếp tục. Hao lông dê có thể, nhưng không thể bắt lấy một con dê liều mạng hao, kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vừa rồi một canh giờ thời gian bên trong, Trần Phỉ khoảng cách gần quan sát tiết điểm biến hóa, cái này khiến Trần Phỉ đi địa phương khác một lần nữa mở ra khu vực đặc biệt, cũng không cần hao phí đại lượng thời gian đang quan sát bên trên. Triệu Thụy Chinh ba người thần sắc hơi phấn khởi, một canh giờ không ngừng lôi kéo tiết điểm, không để cho bọn hắn sinh ra mảy may cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Đổi ai đến, đoán chừng đều là như thế. Mặc dù điểm cống hiến đầu to bị trần phỉ cầm, nhưng một canh giờ thời gian bên trong, mỗi một người bọn hắn, cũng thu hoạch hơn một cái điểm tiểu công. Giết yêu vật, cũng không có dễ dàng như vậy, đều là tứ giai trở lên, không cẩn thận liền có thể thụ thương đặc biệt là bây giờ bên ngoài tìm không thấy rải rác yêu vật tình huống dưới, càng là như vậy. Cho nên một canh giờ liền có dạng này thu hoạch, triệu thủy chinh ba người đã phi thường thỏa mãn, không có chút nào bất mãn địa phương. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phi bắt trước làm theo, tại cái khác vị trí lần nữa đem tiết điểm kéo, yêu vật bắt đầu xuất hiện. Chém giết tứ giai sơ kỳ yêu vật, đối với bây giờ Trần Phỉ mà nói, rất nhẹ nhàng. Đặc biệt là yêu vật mới xuất hiện, còn chưa biết rõ ràng tình huống càng nguyên kiếm đã chém xuống đi trần phi bây giờ chiên lực một kiếm một cái tứ giai sơ kỳ yêu vật ngay cả gánh vác cũng không bằng bành một tiếng vang trầm yêu vật tại trần phi trước mặt hóa thành bột phấn trần phi ngẩng đầu nhìn một chút thanh tùng hồ phương hướng no này là trần phi bốn người đổi cái thứ ba vị trí mà tại vừa rồi trần phi cảm giác được một tia kết giới năng lượng xu thế vị trí vừa lúc chính là thanh tùng bên hồ kia hiến nhiên sơn hải cảnh cũng đã tập kết hoàn tất giờ phút này ngay tại vây quét thanh tùng hồ yêu vật so sánh thanh tùng bên hồ kia thảm liệt trần phi bốn người ở chỗ này giống như đánh chuột đất yêu vật ngoi đầu lên liền cho nó đến bên trên một kim chỉ thế thôi thời gian lưu chuyển sắc trời dần dần tại chuyển tối màn đêm sắp giáng lâm liên sát năm canh giờ trần phi giờ phút này dám công ngọc thước bên trên đã có tiếp cận 50 điểm tiểu công đây là một cái khá kinh người số lượng. Mà hoàn thành những này điểm cống hiến mới bỏ ra ngần ấy thời gian. Ban đêm sắp đến, Triệu Thụy Chinh ba người không khỏi nhìn về phía Trần Phỉ. Muốn hay không nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến. Triệu Thụy Chinh hỏi. Loại này liên tục thu hoạch được điểm cống hiến cảm giác rất tốt, nhưng kết giới ban đêm lại so với ban ngày nguy hiểm không ít, cũng rất dễ dàng xuất hiện dị dạng. Hắc thần kết giới mỗi lần có biến hóa mới, đều là tại trong màn đêm. Trần Phỉ ánh mắt trầm ngâm, nếu như là thường ngày, Trần Phỉ cũng sẽ lựa chọn ban đêm nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, theo Thanh Tùng bên hồ kia bộc phát chiến đấu, toàn bộ kết giới cho Trần Phỉ cảm giác, liền phi thường cổ quái, luôn có một loại muốn xảy ra chuyện cảm giác. Triệu Thụy Trinh ba người đều không có dạng này cảm giác, hiển nhiên là Trần Phỉ cái này sơn trại người một nhà tăng thêm để Trần Phỉ bắt được một điểm không giống đồ vật. Chỉ là dù sao cũng là sơn trại, cụ thể muốn chuyện gì phát sinh, Trần Phỉ hoàn toàn nói không ra. Tiếp tục đi, ta cảm giác không đúng lắm, thừa dịp thời gian này, nhiều kiếm một chút điểm cống hiến. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía ba người, trầm giọng nói. Triệu Thụy Chinh ba người nao nao, không ngờ rằng Trần Phi có thể như vậy nói. Bất quá Trần Phỉ liền liên kết giới tiết điểm đều có thể làm ra dị dạng, cảm giác được một vài thứ, tự hổ cũng có chút bình thường. Trong màn đêm, thanh tùng hổ chiến đấu cũng không có đình chỉ, vẫn là như vừa mới bắt đầu như vậy thảm liệt, bất quá chỉnh thể thế cục bên trên, vân là nhân loại chiếm cứ thượng phong. Lấy sơn hải cảnh đỉnh phong làm mũi tên, đem tụ tập yêu vật cưỡng ép tách ra, tiếp lấy lại từ cái khác sơn hải cảnh xuất thủ chém giết. Về phần dấu ở thanh tùng hồ chỗ sâu gốc kia cây vương, thì trực tiếp bị thiên dương thánh địa sơn hải cảnh đỉnh phong, cầm cầm một kiện đặc thù dị bảo trực tiếp nện đứt một nửa thân thể tại cây vương phát cuồng phát tiết thức công kích thời điểm tất cả sơn hải cảnh lại lui xa xa bị sớm biết được vị trí để cái này gốc tứ giai đỉnh phong cây vương tổn thất nặng nề thanh tùng hổ bên này chiến đấu còn tại không ngừng tương hổ nghiền ép trần phi bốn người thì đã chuyển di hướng về phía cái thứ sáu vị trí chuyển di quá trình bên trong trần phi ngắn mũi rời đi chỉ chốc lát hấp thu một chút thiên phú kim cương bất hoại cảm ngộ kim cương bất hoại độ thuần thục trực tiếp từ nhập môn bước vào đến tinh thông cảnh đến tận đây thiên phú kim cương bất hoại cho trần phỉ tăng lên từ công thủ một thành tăng lên tới hai thành vị trí trần phỉ thực lực tiếp tục tăng trưởng trong kết giới yêu vật đang theo thanh tùng hồ vị trí di động trần phỉ bốn người thì là tại không người cũng không yêu vật khu vực chạy loạn khắp nơi trong màn đêm yêu vật xác thực sau ba ngày càng có tính công kích nhưng bất kể thế nào tăng cường tính công kích tứ giai sơ kỳ chính là tứ giai sơ kỳ trần phỉ như trước vẫn là một kiếm một con hoàn toàn không ảnh hưởng thu hoạch điểm cống hiến tốc độ đảo mắt lại là mấy canh giờ thời gian trôi qua màn đêm bị thần hy xé mở trần phỉ điểm cống hiến trực tiếp đột phá trăm chút ít công điều này đại biểu trần phỉ đã có thể hối đoái thánh địa trấn phái công pháp cứ việc chỉ là nửa bộ nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn Trần Phỉ yêu cầu, nhiều nhất, Trần Phỉ lại hối đoái một bộ đỉnh tim công pháp. Dạng này dung hợp, Trần Phỉ chủ tu công pháp, liền có thể đạt tới thánh địa trấn phái công pháp hoàn chỉnh trạng thái. Trần Phỉ đứng tại chỗ, một kiếm đem trước mắt tứ giai sơ kỳ yêu vật chém giết, lông mày lại là hơi nhíu lên. Kết giới cho cái chủng loại kia cảm giác cổ quái, trải qua một buổi tối lên men, trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này hắc thần kết giới, chỉ sợ thật đang nổi lên cái gì chỉ là bây giờ còn dương cung mà không phát trước đó ban đầu một tháng thật giống như hắc thần kết giới tại quen thuộc toàn bộ vô tận hải quy tắc mà bây giờ loại này quen thuộc hiển nhiên đã tiến vào cuối cùng giai đoạn tiếp tục dệt trần phi quay đầu nhìn về phía triệu thụy chinh ba người thấp giọng nói cảm giác có chút không đúng về sau lại tiếng hắc thần kết giới chỉ sợ sẽ có nguy hiểm thừa dịp hiện tại giết nhiều một chút có lẽ là Trần Phi buồn lo vô cớ, nhưng Trần Phi muốn lại giết mấy canh giờ, chờ màn đêm buông xuống, liền thối lui đến khu vực an toàn đi, hấp thu một lần công pháp cảm ngộ, tiếp lấy liền rời khỏi kết giới. Dựa theo Trần Phi tính ra, kết giới biến hóa, có thể là vào ngày mai thần hy giáng lâm thời điểm, có thể sẽ sớm một chút, cũng có thể là trì hoãn. Trần Phi không muốn tự mình nếm thử, kết giới này đến cùng sẽ phát sinh dạng gì biến động. Nhìn thấy Trần Phi thần sắc ngưng trọng, Triệu Thụy Chinh ba người nhẹ gật đầu. Mặc dù đã tại trong kết giới chờ đợi cả ngày, nhưng Triệu Thụy Chinh ba người cũng không có cái gì mệt nhọc cảm giác, dù sao không phải cái gì chiến đấu kịch liệt. Không đứt chương đổi chỗ điểm, một canh giờ một đổi, Trần Phi bốn người dám công ngọc thước điểm cống hiến, còn tại nhanh chóng lên cao. Tại Trần Phi dám công ngọc thước bên trên điểm cống hiến đi vào 167 điểm thời điểm, Trần Phi ngừng lại bởi vì màn đêm sắp đến. Thanh Tùng bên hồ kia chiến đấu, giờ phút này hẳn là đến kịch liệt nhất trạng thái, Trần Phỉ cho dù không có tại hiện trường, Vẹn vẹn từ trong kết giới ba động, liền có thể cảm giác ra. Trần Phỉ dẫn đầu Triệu Thụy Chinh ba người, quay trở về tới tường thành ở trong. Triệu Thụy Chinh ba người rời đi trước kết giới, Trần Phỉ lấy cớ lưu lại. Trong màn đêm, tàn hồn giống như hóa thành yêu quỷ, biên cùng xung kích bốn phương tám hướng. Hiên viên kiếm che chở cho, Trần Vĩ xé mở huyễn cảnh. Ảo cảnh cường độ so sánh đêm qua, tăng lên một mảng lớn, đối Trần Vĩ là không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối cái khác sơn hải cảnh, liền không có đơn giản như vậy. 30 chui hiên viên kiếm huyễn thân trực tiếp sụp đổ, Trần Vĩ con mắt có chút nheo lại, cái này cảm ngộ bên trong ô nhiễm, đã đến phát rồ trình độ. Thiên phú kim cương bất hoại độ thuần thục tại tinh thông cảnh nội bước một bước dài, cái này ô nhiễm trở nên nhiều hơn, cảm ngộ lượng vậy mà cũng tăng lên một đoạn. Đứng tại tường thành bên trong, Trần Phỉ nhìn xem hắc thần kết giới, đôi này cái khác sơn hải cảnh, nơi này là sát lục tràng, đối với Trần Phỉ mà nói, đúng là biến thành một cái nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương. Không có nguy hiểm, không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Bởi vì Trần Phỉ lúc trước nắm giữ các loại công pháp, thành tựu bây giờ tình huống như vậy. Sẽ người không khó, thậm chí dễ như trở bàn tay, đây là bởi vì giai đoạn trước đặt xuống đầy đủ cơ sở vững chắc cũng là trần phi người không ngừng thu thập công pháp thói quen dẫn đến tập quán này rất tốt trần phi sẽ tiếp tục tiếp tục giữ vững trần phi quay người trực tiếp rời đi kết giới triệu thụy chinh ba người tại bên ngoài kết giới chờ đợi trần phi đối với trần phi vì sao muốn cố ý lưu lại một lát bọn hắn không có hỏi thăm mỗi người đều có bí mật của mình trần phi bốn người tới nhiệm vụ điện Trần Phi suy nghĩ một chút, đem hắc thần kết giới có thể sẽ phát sinh biến hóa suy đoán bẩm báo lên trên. Không có quá nhiều chứng cứ, huyền cảnh mạnh lên, xem như một cái. Nhiệm vụ điện ghi chép Trần Phi suy đoán, loại này chủ quan ước đoán suy đoán, thường xuyên sẽ có son hải cảnh đến bẩm báo, cho nên cũng không tính cái gì. Nhưng Trần Phi không phải sơn hải cảnh đỉnh phong, cho nên Trần Phi suy đoán bị tiếp thu khả năng cũng không cao. Trần Phi cũng không bắt buộc nhiệm vụ điện sẽ tin tưởng mình, bởi vì chính Trần Phi đều nói không nên lời cái nguyên tớ, nhưng bẩm báo lên trên, Trần Phi trong lòng liền không có quá nhiều ấy nấy. Trần Phi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa kia cơ hồ kết nối thiên địa kết giới, trầm ngâm một lát, quyết định đem tất cả điểm cống hiến hối đoái. Trần Phi ra một chuyến nhiệm vụ điện, lúc trở lại lần nữa, đã thay đổi một bộ dáng cùng khí tức. Ta muốn hối đoái một vài thứ." Trần Phi nói đem bình giám công ngọc thước đưa ra. Một lát sau, một cái hộp ngọc bày tại trần vĩ trước mặt. Không cần nói ra cụ thể đồ vật, chỉ cần tại giám công ngọc thước bên trên lưu lại tin tức liền có thể. Bộ dạng này, nhiệm vụ điện chấp sự nhìn không thấy yêu cầu, sẽ từ nhiệm vụ điện những người khác đem đồ vật chuẩn bị tốt, đặt ở biệt kính trong hộp ngọc. Đây là vì đại lượng điểm cống hiến hối đoái, mà bày quy cũ là mấy đại thánh địa vì an rất nhiều sơn hải cảnh tâm, dù sao tiền tài động nhân tâm trần phỉ mở hộp ngọc ra một đạo che lấp trận thế từ trong hộp ngọc bốc lên ngăn cản người khác thăm dò trần phỉ nhìn trước mắt đồ vật trọng yếu nhất chính là nửa bộ thánh địa trấn phái công pháp bây giờ liền đặt ở trong hộp ngọc hộp ngọc đắp lên trần phỉ quay người rời đi nhiệm vụ điện cố ý ở bên ngoài đi lại vài vòng xác định không có người theo dõi trần phỉ về tới trong mật thất kỳ thật bình thường là không có chuyện gì dù sao mây nhà thánh địa ngàn vàng mua xương ngựa, không có khả năng đối với chuyện như thế này xuất hiện chô sơ suất nhưng Trần Phi càng muốn tin tưởng mình. Trần Phi đem trong hộp ngọc linh tài, trước bỏ vào càng nguyên kiếm bên trong, tiếp lấy đem thánh địa trấn phái công pháp cầm lên. Tinh thần thần công, sao trời thánh địa trấn phái tuyệt học. Trần Phi trước đó đã đối thất tỉnh diệu quyết, kéo dài tính tốt hơn, dĩ nhiên chính là tỉnh thần thần công. Trần Phi từng câu từng chữ nghiên cứu, cái này vừa đọc, chính là ba canh giờ thời gian. Cứ việc chỉ là nửa bộ tỉnh thần thần công, nhưng khi bên trong ẩn chứa diệu lý, lại là để Trần Phi không tự chủ được đắm chìm vào. Phát hiện công pháp, tỉnh thần thần công, tàn. Dung hợp, phát hiện công pháp, tử tiêu tinh thần quyết. Trước kia tử tiêu tinh diệu kiếm độ thuần thục tại viên mãn cảnh, giờ phút này mới tử tiêu tinh thần quyết, trong nháy mắt trượt xuống, ngã xuống mới vào tỉnh thông cảnh địa phương nhìn thấy độ thuần thục biến hóa, Trần Phỉ con mắt một chút sáng lên, bởi vì điều này đại biểu công pháp mới cấp độ cực cao. Trần Phỉ trầm xuống tâm, bắt đầu xem xét tử tiêu tinh thần quyết tình huống cụ thể, nửa canh giờ thời gian, thoáng qua liền mất, Trần Phỉ vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Đột nhiên, toàn bộ mật thất kịch liệt chấn động. Trần Phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến hắc thần kết giới, thân hình lấp lóe, đi vào ngoài mật thất. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, Hắc thần kết giới lại xông ra một đạo màu đen cột sáng, thẳng vào Vân Tiêu, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt rung động. Hắc thần kết giới lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Một loại áp lực kinh khủng rơi vào trên bờ vai, phản phất chỉ có uống gối quỳ lạy, mới có thể đem cổ này áp lực triệt tiêu mất. Loại áp lực này không phải tác dụng tại nhục thân bên trên, mà là tâm thần cùng thần hồn. Đây là so sánh mình thần hồn cấp độ cao hơn sinh linh, một loại bản năng e ngại, giống như mặt người đối núi cao thời điểm, loại kia hình thể áp bách, sẽ cho người không tự chủ cảm giác được mình nhỏ bé. Hắc thần thần hồn cấp độ, tuyệt đối là toàn bộ vô tận hải bên trong mạnh nhất một vị. Cứ việc bây giờ cảnh giới của hắn chỉ là tại tứ giai đỉnh phong, nhưng thần hồn cấp độ, cũng không có bởi vì tu vi giảm xuống, mà trở nên mệt mỏi không chịu nổi, thần hồn tính chất vẫn tại lục giai phía trên. Trần Phỉ đầu lâu có chút ngốc lên, mi tâm tản mát ra có chút quan mang. Đen trắng tầm mắt bên trong, hắc thần kết giới cột sáng tại sông vào vân tiêu về sau, dần dần bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ thiên khung, cột sáng va chạm vị trí, bắt đầu dần dần trở nên đen nhánh. Loại này đen nhánh không ngừng bên ngoài khuếch trương, mặc dù không có đem thiên khung nhuộm dần thành một vùng tăm tối, nhưng nhìn một màn trước mắt, một loại cảm giác cổ quái tràn ngập tại Trần Phỉ trong lòng. Ông. Tại Hắc Thần Kết Giới vụt nhỏ lại thời điểm, bên ngoài kết giới vây Tịnh Hóa Pháp Trận, đột nhiên tách ra chói mắt bạch quang, đúng là ngạnh sinh sinh năng trở kết giới biến hóa. Tạch tạch tạch, Tịnh Hóa Pháp Trận cùng Hắc Thần Kết Giới bắt đầu đấu sức, phiêu miểu hồ chung quanh mặt đất trong nháy mắt hở ra, tiếp lây vỡ vụn, vô số tỉnh mệnh vết trách trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ là thời gian nháy mắt, Hắc Thần Kết Giới chung quanh mặt đất vết trách đã lan tràn hơn 10 dặm. Trần Phi ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi, nhìn về phía hắc thần kết giới, phát hiện hắc thần kết giới môi một lần co vào, đều mang to lớn cự lực, cùng chôn vùi khí tức. Trần Phi ánh mắt tảo động, thấy được hắc thần kết giới co vào về sau, trần trụi ra mặt đất, nơi đó đã cháy đen một mảnh. Lại nhìn kỹ, mặt đất cháy đen bộ phận, bao trùm lây một tầng thật mỏng bột phấn, đây là tất cả lĩnh tính bị nghiền nát về sau, mới có thể như thế. Vô tận hải bên trong, mặc kệ bất kỳ vật kỳ trong đó ở trong đều chứa thiên địa nguyên khí chỉ là số lượng nhiều quả mà thôi mà mặt đất tầng đất biến thành bộ dáng như vậy hiển nhiên vừa bị một cô cường đại lực lượng xung kích qua cái này nếu là đợi tại hắc thần kết giới bên trong giờ phút này liền muốn đối mặt loại lực lượng này áp chế triệu thụy chinh ba người xuất hiện tại trần phi bên cạnh cảm giác hắc thần kết giới biên hóa lòng còn sợ hãi lúc này nếu là bọn hắn còn tại trong kết giới kết quả là có chút không tốt dự liệu. Triệu Thụy Chinh ba người nhìn Trần Phỉ một chút, may mắn nghe Trần Phỉ, sớm rời đi kết giới. Không có mang theo may mắn tâm lý, nhất định phải ở bên trong nhiều đánh một hồi yêu vật, không phải tình huống đáng lo. Mặc dù ngày hôm qua cái thời điểm, mỗi một canh giờ, đại biểu đều là số lượng không ít điểm cống hiến, nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng bị mất, kia điểm cống hiến lại nhiều, cũng là uổng công. 3 tịnh hóa pháp trận cục sáng phát ra đứt gãy âm thanh, ngoại vi chân thực bắt đầu trở nên bất ổn, hắc thần kết giới lại có tiếp tục co vào xu thế. Trần huynh đệ, chúng ta muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Triệu Thụy Chinh đi vào Trần Phỉ bên người, thấp giọng nói. Hôm qua Trần Phỉ hối đoái ban thưởng, cố ý cáo tri Triệu Thụy Chinh ba người, để bọn hắn cũng đem điểm cống hiến cùng nhau đổi đi. Triệu Thụy Chinh cùng Triệu Thiên Nguyệt, vốn còn muốn tiếp tục góp nhặt một chút, tốt đổi lấy vật trong lòng. Nhưng là cuối cùng vẫn nghe theo Trần Phỉ ý kiến, đem điểm cống hiến thanh không. Nếu như hắc thần kết giới thật xuất hiện dị biến, tay kia bên trong điểm cống hiến liền thật sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đó là đương nhiên trước đổi lại nói. Nếu là cuối cùng phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, vậy theo trước đó chém giết yêu vật tốc độ, tiếp xuống cũng không sợ điểm cống hiến sẽ không đủ. Chẳng qua hiện nay xem ra, sợ là không có cơ hội như vậy. Trần Phi vừa muốn đáp lời, đột nhiên thần sắc hơi ngừng lại, một chút ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Triệu Thụy Chinh chậm nửa phần, nhưng cũng phát giác được dị dạng. Triệu Thiên Nguyệt cùng đường thủ xương, thì là càng chậm hơn một chút. Trên bầu trời, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo thông thiên kiếm ảnh. Kiếm ảnh này chỉ là nhìn lên một cái, liền có một loại hai mắt bị đâm mù ảo giác. Cô động mà kinh khủng lực lượng tại trong bóng kiểm chấn động, sau một khắc, kiếm ảnh trực tiếp cắm vào tịnh hóa pháp trận bên trên, đem rung động tịnh hóa pháp trận trong nháy mắt duy trì được. Thông Thiên kiếm ảnh vừa làm xong chuyện này, lại có bảy kiện binh khí hư ảnh xuất hiện ở trên vòng trời, từng cái cắm vào hắc thần kết giới chung quanh trên mặt đất, tiếp tục đem tịnh hóa pháp trận duy trì được. 19 đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại những binh khí này bên trên, bóng người nhìn chỉ không rõ, nhưng nhìn lên một chút, lại có một loại kinh hồn tán đảm cảm giác thần hồn càng là không ngừng rung động, để cho người ta nhanh rời xa, đây là hoàn toàn không cách nào địch nổi chi lực. Huyền bảo, nhật nguyệt cảnh, triệu thụy chinh nhìn một màn trước mắt, thanh âm thoáng có chút run rẩy. Trần phỉ ánh mắt ba động, không dám dùng thiên nhãn đi dò xét, chỉ là dùng mắt thường quan sát đến trước mắt một màn. Nhật nguyệt cảnh, trong thánh địa kình thiên chi trụ, trấn áp thánh địa mấy ngàn năm khí vận. Có nhật nguyệt cảnh cường giả, một cái thế lực mới có thể xưng là thánh địa, không phải nhiều nhất chỉ là đỉnh tiêm thế lực mà thôi. Cho dù không cần thiên nhãn, chỉ là mắt thường quan trắc, Trần Phỉ đều có thể cảm giác được nhật nguyệt cảnh kia chấn nhân tâm phách khí thế, khác nhất cử khẽ động, tựa như có thể điên chuyển càng khôn. Vô tận hải lực lượng mạnh nhất, vô số sơn hải cảnh tha thiết ước mơ, chăm chỉ không ngừng truy tìm cảnh giới võ đạo. Bây giờ, lực lượng như vậy đang ở trước mắt, mà lại khoảng chừng 19 vị trí tại nơi đó. Không phải trong thánh địa người, rất nhiều sơn hải cảnh đến chết đều không có cơ hội gặp Nhật Nguyệt cảnh một lần, cả hai vòng tròn vốn cũng không gặp nhau. Trần Phỉ ánh mắt từ cái này chút Nhật Nguyệt cảnh bóng lưng, chuyển qua những cái kia thông thiên binh khí bên trên. Huyền bảo, linh bảo cao hơn một tầng lực lượng, chỉ có thánh địa trong mới có. Mỗi một kiện đều có thông thiên triệt địa lực lượng, là thánh địa bảo vật trấn phái. Giờ phút này hắc thần kết giới xuất hiện dị động, để mấy cái thánh địa trực tiếp chuyển ra nhà mình huyền bảo, trấn áp hắc thần kết giới. Trống. Nhật nguyệt cảnh cùng huyền bảo vừa ra, mây đạo kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên. Mãng hoang khí tức quét ngang bốn phía, trên bầu trời xuất hiện dài mây dặm thân thể, tiếp lấy một chút rơi vào tịnh hóa pháp trận bên trên. Ngũ giai yêu hoàng, yêu thú bên trong cường giả chí tôn, giờ phút này cũng cùng nhau xuất thủ vô tận hải bên trong, giờ phút này ngoại trừ bất luận cái gì sinh lĩnh đều chán ghét mà vứt bỏ quỷ dị bên ngoài, cao cấp nhất lực lượng đều tập trung vào nơi này. Nhưng, chung quanh tịnh hóa pháp trận vừa mới ổn định không đến một lát, giờ phút này không ngờ bắt đầu lay động, mặc dù có nhiều như vậy ngũ giai lực lượng trấn áp. Mặc dù không giống vừa rỗi như thế trực tiếp đem tịnh hóa pháp trận cuộc sáng kéo đứt, nhưng lay động biên độ lại là tại tăng lên. Nói cách khác, cho dù là 19 vị nhật nguyệt cảnh cường giả, tăng thêm 7 kiện huyền bảo, còn có hơn 10 tôn yêu hoàng, vẫn là không cách nào ngăn cản hạt thần kết giới biến hóa, nhiều nhất chỉ là trì hoãn. Hắc thần kết giới nổi lên gọn sóng, bắt đầu có son hải cảnh cùng yêu vương xông ra hắc thần kết giới, môi một cái khí tức đều là suy yếu, lại khắp khuôn mặt là thần tình hoảng sợ. Cái này tịnh hóa pháp trận, giống như chèo chống không được quá lâu a à, đường thủ xương ở một bên thấp giọng nói. Nhật Nguyệt cảnh cùng Yêu Hoàng khí thế đã tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí, giống như cái phễu, hướng phía bên này tụ đến. Nhưng dù cho như thế, ở đây sơn hải cảnh đều có thể nhìn ra, Hắc thần kết giới biến hóa xu thế, không cách nào ngăn cản. Giờ phút này Đông Đảo Nhật Nguyệt cảnh cùng Yêu Hoàng có thể làm, đoán chừng chính là tranh thủ một chút thời gian, để Hắc thần kết giới ở trong sơn hải cảnh cùng yêu vương, toàn bộ an toàn rời khỏi không phải dựa theo vừa rồi hắc thần kết giới co vào phương thức, trong kết giới ngoại trừ yêu vật, những sinh linh khác toàn bộ đều phải chết, sơn hải cảnh đỉnh phong cũng giống như vậy. Tịnh hóa pháp trận rung rẩy biên độ không ngừng tăng lên, bất quá khi bên trong ra sơn hải cảnh cùng yêu vương cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người, tới rót vào nguyên lực. Một thanh âm vang vọng đất trời, là cái nào đó nhật nguyệt cảnh cường giả thanh âm. Tất cả sơn hải cảnh cùng yêu vương nhau nhau hướng về phía trước, bắt đầu đem lực lượng của mình rót vào tịnh hóa pháp trận bên trong, liền ngay cả những cái kia vừa mới ra sơn hải cảnh cùng yêu vương, cũng là như thế. Trần Phỉ đi vào tịnh hóa pháp trận trước, đem thể nội nguyên lực đánh vào. Ông Trần Phi thể nội bốn tòa thần cung có chút rung động, giờ khắc này, Trần Phi tựa như biến thành phàm nhân, ngồi ở một cô không bị khống chế trên xe ngựa. Xe ngựa tại kịch liệt lăn lộn, liên đối lấy Trần Phi tự thân cũng ở trên hạ sóc nảy, phản phất sau một khắc, người liền bị hung hăng vung ra. Trần Phi chân mày hơi nhíu lại, đây là tịnh hóa pháp trận đem áp lực gánh vác đến sơn hải cảnh trên thân. những ép lớn nhất, khẳng định là những cái kia nhật nguyệt cảnh cùng yêu hoàng, nhưng cho dù chỉ là còn lại những này áp lực, cũng làm cho son hải cảnh có chút không chịu đựng nổi. Triệu Thiên Nguyệt cùng đường thủ xương sắc mặt hai người rất nhanh trở nên tái nhọt, Sơn Hải Cảnh sơ kỳ lực lượng, đối mặt loại này lây trời chân địa uy lực, quả thật có chút không đáng chú ý, đặc biệt là Sơn Hải cảnh sơ kỳ ba tòa thần cung không có liên thông trận thế, cho nên kháng ép năng lực còn muốn yêu hơn một chút. Bất quá một khắc đồng hồ, Triệu Thiên Nguyệt hai người đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung động, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không chỉ có là Triệu Thiên Nguyệt hai người, giờ phút này cơ hồ tất cả Sơn Hải cảnh sơ kỳ, đều gánh không được lực lượng phản chấn, hướng về sau rút lui, cắt ra cùng tịnh hóa pháp trận kết nối. Chỉ có những cái kia đỉnh tim thế lực cùng trong thánh địa son hải cảnh sơ kỳ, hơi kiên trì lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép chấn khai. Trần Phi tay thật chặt dán tịnh hóa pháp trận cột sáng bên trên, không ngừng có dời sông lấp biển lực lượng tràn vào Trần Phi thể nội, bất quá bị Trần Long tượng luyện hóa về sau, Trần Phi còn nguyên chảy ngược mà quay về. Nếu như chỉ là như vậy lực lượng phản chấn, trần phỉ đứng ở chỗ này một ngày một đêm đều không có vấn đề bất quá tại triệu thụy chinh bị cưỡng ép chấn khai về sau trần phỉ cũng thuận một cổ lực lượng lùi về phía sau mấy bước đối mặt hắc thần kết giới lực lượng trần phỉ kiên trì lại lâu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bất quá giờ phút này trì hoãn như thế một chút thời gian hắc thần trong kết giới trừ bỏ bị yêu vật triệt để cuốn lấy mà mất mạng sơn hải cảnh cùng yêu vương bên ngoài những người khác cùng yêu thú đều đã lui ra Toàn bộ lui xa một chút. Lại là vừa rồi vị kia Nhật Nguyệt cảnh cường giả thanh âm, tất cả sơn hải cảnh cùng yêu vương đều triệt thoái phía sau hơn 10 dặm. Yêu hoàng thân thể cao lớn bắt đầu bay lên không, tám cái huyền bảo rút ra mặt đất. Theo tất cả Nhật Nguyệt cảnh cùng yêu hoàng rời đi, hắc thần kết giới lại không người ngăn cản, bắt đầu điên cuồng co vào. Cơ hồ chỉ là mấy cái thời gian nháy mắt, trước đó còn chiếm địa phương tròn mấy trăm dặm hắc thần kết giới thu thỏ thành một điểm tròn, tiếp lấy sông vào vân tiêu, hoàn toàn biến mất. Giữa không trung, rất nhiều nhật nguyệt cảnh cùng hóa thành người yêu hoàng, thần sắc ngưng trọng. Hắc thần kết giới biến hóa, không ngăn cản được, hắc thần hoàn toàn mượn vô tận hải quy tắc, thuận quy tắc, hoàn thành sự tình vừa rồi. Nhật nguyệt cảnh cùng yêu hoàng lực lượng có thể tùy ý dời sông lấp biển, nhưng là đối mặt vô tận hải quy tắc, bọn hắn hợp tất cả mọi người lực lượng cũng chỉ là hơi chậm trễ một lát mà thôi hắc thần bản chất trên lực lượng cao hơn bọn hắn quá nhiều đối với quy tắc lợi dụng cũng vượt ra khỏi bọn hắn một đoạn so sánh năm đó hắc thần mới vào vô tận hải ngang ngược vạn năm thời gian phong cấm tiêu ma hắc thần tính nết cũng làm cho hắc thần trở nên càng thêm khó có thể đối phó chia thành tốt nhỏ vô tận hải muốn bao nhiêu tai nhiều khó khăn một đạo thanh âm trầm thấp vang lên Hắc thần kết giới vừa rồi co vào, nghiền ép trong kết giới Sơn Hải cảnh cùng yêu vương, bất quá là thuận thế mà làm, hắc thần mục đích thực sự là đem lực lượng của mình khuếch tán đến toàn bộ Vô tận Hải. Tất cả mọi người coi là, hắc thần ở đây thiết hạ kết giới, chính là muốn ở chỗ này chậm rãi khôi phục, cho đến khôi phục ngũ giai lực lượng, lại quét ngang toàn bộ Vô tận Hải. Bây giờ lại nhìn, nơi này kết giới bất quá là hắc thần đang không ngừng thích ứng toàn bộ vô tận hải quy tắc mà thiết bây giờ đến thời cơ thích hợp trực tiếp đem hắc thần kết giới tản vào toàn bộ vô tận hải ở trong đúng vậy kết giới biến mất nhưng tiếp xuống toàn bộ vô tận hải bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể đản sinh ra yêu vật giống như trước đó hắc thần kết giới đổi một loại thuyết pháp hắc thần đem phương viên mấy trăm dặm kết giới mở rộng đến toàn bộ vô tận hải ở trong bực này thủ pháp kinh thiên vĩ địa đem kết giới cái này hữu hình mục tiêu trực tiếp tiêu tán thành vô hình không có đại bản doanh lại tập kết trung châu đại lục bên trên lực lượng đến vây quét biên thành chuyện không thể nào mà yêu vật lúc nào cũng có thể sẽ tại cái khác địa phương xuất hiện sẽ để cho từng cái sơn hải cảnh cùng yêu vương không thể không về mình nguyên lai là thế lực bên trong phòng ngừa yêu vật xuất hiện chỉ cần tìm được hắc thần bản nguyên liền có thể ngăn cản đây hết thảy có nhật nguyệt cảnh thấp giọng nói tại hắc thần trong kết giới chúng ta cũng không tìm tới vô tận hải cỡ nào chỉ lớn muốn tìm ra nói nghe thì dê có người cười khổ nói hắc thần kết giới trước đó phương viên mấy trăm dặm bọn hắn tốn hao hơn một tháng thời gian đều không có thu hoạch vô tận hải lớn nhỏ vượt xa khỏi hắc thần kết giới muốn tìm ra hắc thần bản nguyên độ khó có thể nghĩ tất cả nhật nguyệt cảnh cùng yêu hoàng trầm mặt không có chính xác mục tiêu mới là đáng sợ nhất địch tối ta sáng mà chờ địch nhân nguyện ý xuất hiện thời điểm thường thường đã nước đổ khó hốt yêu vật vừa mới bắt đầu xuất hiện tần suất sẽ không cao lắm theo thời gian chuyển dời yêu vật sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó toàn bộ vô tận hải đều đem sinh linh đổ tháng có người ngưng tiếng nói không phải mỗi cái thế lực đều có sơn hải cảnh tọa trấn thậm chí mặc dù có sơn hải cảnh đối mặt hơi lớn mạnh một chút yêu vật chỉ sợ cũng là lực có thua. Đến lúc đó chờ yêu vật càng nhiều, đừng nói vô tận hải địa phương khác, chính là Trung Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu nhân loại cùng yêu thú. Hắc thần muốn tín ngưỡng, nhưng cái này không có nghĩa là hắc thần sẽ không để cho yêu vật giết chóc. Đem bây giờ thực lực cường đại nhân loại cùng yêu thú tàn sát không còn, còn lại nhân loại bình thường liền có thể để thỏa thích sinh sôi. Không cần thời gian bao lâu, Mấy trăm năm cũng đủ để cho nhân loại cùng yêu thú, một lần nữa lấp đầy Trung Châu Đại Lục cùng vô tận hải địa phương khác. Trèn đúc thánh thành, để người của thế lực khác tiến vào, dạng này liền có thể bảo trụ sinh lực, có người đề nghị. Vô tận hải từng cái địa phương tùy thời toát ra yêu vật, cái này đã không cách nào ngăn cản, bây giờ có thể làm, một cái là trông thấy yêu vật liền giết, tranh thủ tìm tới hắc thần bản nguyên, một cái chính là bảo trụ tận khả năng nhiều sinh mệnh. Thánh thành đề nghị này, để chung quanh nhật nguyệt cảnh cùng yêu hoàng trầm mặt lại. Vô tận hải quá lớn, chỉ cần một trung châu đại lục diện tích liền cực kỳ khoa trương. Trèn đúc thánh thành, kia nhất định có người có thể tiên đến, có người vào không được, hoàn toàn quyết định bởi tại thế lực này thực lực như thế nào. Nhưng phương pháp này, tự hổ lại là bảo toàn bây giờ lực lượng một loại phương thức. Không phải thật chờ yêu vật tại vô tận hải từng cái địa phương toát ra, đồng thời tùy ý giết chốc thời điểm, bọn hắn chạy tới cứu viện cũng không kịp trung châu đại lục bên ngoài thiên địa nguyên khí không đủ hắc thần cứ việc khiêu động một bộ phận quy tắc nhưng điều kiện không đủ cũng sinh ra không ra tứ giai yêu vật cho nên trung châu đại lục bên ngoài yêu vật trước tiên có thể không cân nhắc khi muốn hay không đem trung châu đại lục bên trên trọng yếu lực lượng tập trung lại thánh thành có thể tạo thế lực này có nguyện ý hay không đến tùy bọn hắn tự nguyện cái này chung quy không phải một trận thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu, chúng ta là muốn chuẩn bị một chút đường lui. Hắc thần bây giờ dạng này, bởi vì muốn toàn lực khiêu động vô tận hải quy tắc, dẫn đến khôi phục lại ngũ giai tốc độ đem tiếp tục trở nên chậm, song phương chiến đấu ngược lại kéo dài. Một lát sau, nhật nguyệt cảnh cùng yêu hoàng lần lượt biến mất. Trên mặt đất, tất cả sơn hải cảnh nhìn xem trên không nhật nguyệt cảnh rời đi, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra bất quá một canh giờ sau một tin tức tại tất cả sơn hải cảnh cùng yêu vương ở trong truyền ra yêu vật trong tương lai sẽ tùy thời xuất hiện tại vô tận hải các ngõ ngách bên trong đặc biệt là tứ giai yêu vật trung châu đại lục tương lai có thể sẽ tùy thời gặp điều này đại biểu trung châu đại lục bên trên tất cả thế lực đều trở nên không an toàn nữa yêu vật ngưng tụ cần thiên địa nguyên khí cho nên thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm địa phương xuất hiện yêu vật khả năng càng cao thực lực cũng có thể là càng mạnh. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực chiếm cứ địa phương, vừa vặn đều là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa, kia tương lai bị yêu vật, đặc biệt là tứ giai hậu kỳ thậm chí là tứ giai đỉnh phong yêu vật vây quanh khả năng, gia tăng thật lớn. Mà những cái kia thế lực nhỏ, mặc dù chiếm cứ vị trí thiên địa nguyên khí tương đối, nhưng yêu vật xuất hiện, có đôi khi là không có quy luật chút nào, ngươi trừ phi chỉnh thể rời xa ra Trung Châu Đại Lục, mới có thể tránh cho bị tứ giai yêu vật công kích khả năng. Nhưng rời xa Trung Châu Đại Lục, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai tông môn ở trong xuất hiện sơn hải cảnh sát suất giảm mạnh, thậm chí không còn xuất hiện sơn hải cảnh. Giống như lúc trước Thiên Vũ Minh, chiếm cứ hải vực nhiều như vậy, hợp khiếu cảnh cũng không ít, nhưng cuối cùng thành công đột phá đến sơn hải cảnh, cứ như vậy một vị. Vô luận là Mẫn Diên Lục hay là Hải Nhạc Chân Nhân, đều là tại Trung Châu Đại Lục hoàn thành đột phá, về sau mới về thiên vũ minh nếu như không ra trung châu đại lục hoặc là nguyên địa thủ vững hoặc là đi tám nhà thánh địa chế tạo thánh thành ở trong tạo thành đối với thánh địa mà nói cũng không tính việc khó gì nhưng ở thánh thành bên trong nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh của thánh địa trước kia thánh địa đối với thế lực khác toàn bộ đều là xa cách nhưng bây giờ đã đều sinh hoạt tại thánh địa bên trong vậy dĩ nhiên hết thảy quy củ phải nghe theo thánh địa lại tu luyện tài nguyên, cũng tất nhiên sẽ trở nên khẩn trương, bởi vì thánh thành bên ngoài, về sau có thể sẽ là yêu vật thế giới. Mang tính lựa chọn mệnh, vân là lựa chọn tương lai, liền nhìn riêng phần mình tông môn lựa chọn của mình. Trần Huynh Đệ, các ngươi như thế nào dự định, Triệu Thụy Chinh nhìn về phía Trần Phi nói. Triệu Thụy Chinh đã biết Trần Phi cùng đường thủ xương hai người, đến từ biên giới thiên nhạn thành, nơi đó mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng vẫn như cũ là Trung Châu đại lục phạm vi. Nói cách khác, Thiên Nhạn Thành vẫn là phải làm ra lựa chọn của mình. Hoặc là rời xa, hoặc là đi Thánh Thành. Một mình thủ vững, chỉ sợ không có thế lực sẽ làm ra cái lựa chọn này, dù sao trong khi hắn thế lực đều di chuyển thời điểm, một mình kiên thủ cái kia thế lực, sẽ trực tiếp biên thành yêu vật vây công mục tiêu. Trần Phi cho mày, rời khỏi Trung Châu Đại Lục, ngắn hạn nhìn, xem như một lựa chọn nhưng khi bên trong có một vấn đề đó chính biến đương yêu vật vây công không hạ thánh thành nhất định liền sẽ công kích địa phương khác một cái dĩ nhiên chính là trung châu đại lục bên trên lẻ loi trơ trọi thế lực một cái chính là trung châu đại lục người bên ngoài loại căn cứ từ vừa rồi tin tức bên trên nhìn trung châu đại lục bên ngoài trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tứ giai yêu vật nhưng tứ giai yêu vật có thể động a à, tương lai phát hiện trên biển mênh mông có một cái như thế lớn nhân loại căn cứ nhất định cùng công chi. Trần Phỉ nếu như mang theo nguyên thần kiếm phái về Thiên Vũ Minh, khả năng mấy năm sau, liền có một đống yêu vật xông vào Thiên Vũ Minh ở trong. Hắc thần mục đích là tín ngưỡng, đối với thực lực sa súc nhân loại bình thường, có thể sẽ bỏ mặt. Nhưng giống Trần Phỉ dạng này sơn hải cảnh, tuyệt đối sẽ bị vây giết, lại một tên cũng không để lại. Cho nên theo Trần Phỉ, về Thiên Vũ Minh, chính là nước ấm nấu ếch xanh, đương phát hiện không đúng thời điểm, chỉ sợ đã hoàn toàn không kịp cho nên thấy thế nào tự hồ chỉ còn lại dựa sát vào tám nhà thánh địa mới là tối ưu lựa chọn di chuyển tiếng thánh thành trần phỉ ngẩng đầu ngưng tiếng nói ta cũng dạng này cảm thấy vậy chúng ta hai phe kết minh như thế nào triệu thụy chinh nhìn xem trần phỉ mời nói đối với trần phi triệu thụy chinh là thật tâm coi trọng cùng thưởng thức chiến lược cùng trời tư đều không thể bắt bẻ nếu như tiếng thánh thành sức mạnh tự nhiên mạnh hơn một chút mới càng có chuyện hơn ngữ quyền tốt trần phi gật đầu đáp ứng triệu thụy chinh sáu tòa thần cung tiến thêm một bước chính là sơn hải cảnh hậu kỳ mà lấy lần này thu hoạch ban thưởng triệu thụy chinh lắng động một phen cố gắng liền có thể đột phá sơn hải cảnh hậu kỳ cho dù là tại thánh địa bên trong đều là không thể coi thường lực lượng đường thủ xương cùng triệu thiên nguyệt ở một bên không có bất kỳ cái gì ý kiến đây là cả hai cùng có lợi quyết định lại cộng đồng ra vào qua hắc thần kết giới mây người tính nết có thể nói khép đến rất tốt một lát sau trần phi bốn người đi vào nhiệm vụ điện ban đầu điểm cổng hiến có thể tiếp tục hối đoái nhưng nhiệm vụ điện cấp ra một cái khác lựa chọn phương án nếu như muốn vào ở thánh thành điểm cổng hiên có thể đổi lấy vị trí đóng quân vị trí tám nhà thánh địa chế tạo thánh thành đem vần quanh thành một vòng tròn cùng đám yêu thú chế tạo nơi ở, chặt chẽ dính vào cùng nhau, một khi gặp được tình huống, có thể canh gác hỗ trợ. Thánh thành không phận sự bên ngoài, từng cái thế lực hỗn hợp ở trong đó. Nhưng cụ thể phân ở đâu cái khu vực, ở trong vân có một ít giảng cứu, vị trí chọn tốt, thiên địa nguyên khí nồng độ, cố gắng còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế còn có tài nguyên cũng là như thế. Muốn đem Trung Châu đại lục đại bộ phận nhân loại dời nhập trong đó, cái này công trình lượng phi thường khoa trương nhưng bây giờ hắc thần vừa mới chia thành tốt nhỏ bọn hắn vừa vặn còn có thời gian này lấy sơn hải cảnh di sơn đảo hải lực lượng thật muốn quyết định di chuyển đám người vẫn là có thể làm được trần phỉ bốn người trên tay đã không có điểm cống hiến nhưng theo trần phỉ triển lộ bình thường khí tức hai cái sơn hải cảnh trung kỳ triệu thụy trinh vẫn là sáu tòa thần cung thực lực như vậy vẫn là phân phối đến một cái còn có thể vị trí chỉ có thể là còn có thể, bởi vì chân chính tuyệt hảo khu vực sớm đã bị những cái kia đỉnh tiêm thế lực định ra. Từ truyền ra thánh thành kế hoạch, đến bây giờ bất quá nửa canh giờ thời gian, tuyệt đại bộ phận thế lực đều lựa chọn vào ở thánh thành. Dời ra Trung Châu đại lục, hơi tưởng tượng, liền biết là uống rượu độc giải khác phương thức. Cùng Hắc thần ở giữa chiến đấu, chính là một cái lâu dài chiến, trừ phi tìm ra Hắc thần bản nguyên, hoặc là xuất hiện một cái tuyệt cường lực lượng triệt để đánh nát hắc thần. Trần Phỉ cùng đường thủ xương quay trở về thiên nhạn thành, một tháng sau, toàn bộ thiên nhạn thành rung động kịch liệt, tiếp lấy chậm rãi bay vút lên. Thiên nhạn thành nhiều năm như vậy gia cố trận văn, vốn là được cho vững như thành đồng. Trần Phỉ ba người hơi hợp lại mà tính, một tháng thời gian trọng điểm gia cố thiên nhạn thành một chút vị trí về sau, trực tiếp đem thiên nhạn thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía mười mấy vạn dặm bên ngoài thánh thành. Trần Phi bản tôn, phân thân, đường thủ xương cùng Ninh Bách Chinh, còn có hai con yêu vương, cùng Mẫn Diên Lục hai người, lực lượng như vậy nắm nâng toàn bộ thiên nhạn thành, cũng là không tính phi thường phí sức. Trần Phi bản tôn trôi nổi trên bầu trời thiên nhạn thành, nhìn về phía trước, ánh mặt trầm ngâm. Hắc thần đến cùng lúc nào sẽ khôi phục lại ngũ dai, nhật nguyệt cảnh không biết được, Trần Phi cũng phán đoán không ra, Trần Phi có thể làm, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình. Lúc có một ngày, thật đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, Trần Phi có năng lực phản kháng. Mẫn Diên Lục cùng Hải Nhạc Chân Nhân, mang theo một nhóm người, đi tới Thiên Nhạn Thành. Là Trần Phi huyển thân tìm được Mẫn Diên Lục, nói một lần hắc thần tình huống, để Mẫn Diên Lục cùng Hải Nhạc Chân Nhân tự mình làm quyết định. Hai người bọn họ không tại Thiên Vũ Minh, kia tương lai Thiên Vũ Minh khả năng còn sẽ không có chuyện gì, hắc thần vì tín ngưỡng, mà không phải giết chóc. Nhưng nếu như hai người tiếp tục đợi tại Thiên Vũ Minh, yêu vật kia nhất định vây công, mà lấy Mẫn Diên Lục hai người sơn hải cảnh sơ kỳ thực lực, gần như không có khả năng giữ vững Thiên Vũ Minh. Mẫn Diên Lục cùng Hải Nhạc Chân Nhân suy tính một ngày, liền định ra chủ ý, mang theo mấy ngàn người gia nhập vào Thiên Nhạn Thành bên trong. Trần Phỉ nhìn thoáng qua phía trước, con mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tu luyện công pháp. Bây giờ không có Hắc Thần Kết Giới cung cấp công pháp cảm ngộ, Trần Phỉ tự nhiên chỉ có thể mình tới. Tử tiêu tinh thần quyết, môn này dung hợp tinh thần thánh địa trấn phái công pháp truyền thừa, quả nhiên là bất phàm. Tu luyện tới đỉnh phong, thể nội thắp sáng cửu tinh, tương đương với thể nội thêm ra ba tòa thần cung lực lượng, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng chỉ cần ngẫm lại sơn hải cảnh đỉnh phong, thi triển ra dạng này chiêu pháp, liền có thể minh bạch uy lực. Mà lại thắp sáng cửu tinh, ngoại trừ sau đó thoát lực bên ngoài, cũng không có cái khác di chứng, cũng sẽ không tổn thương bản nguyên, cùng thiêu đốt thần hồn có bản chất khác nhau. Dương nhiên, nếu như người thắp sáng cửu tỉnh về sau, chọi cứng lấy tiếp tục chiến đấu, kia vấn để liền nghiêm trọng, khả năng không có ra mấy chiêu, thân thể liền sẽ đi đầu sụp đổ. Thắp sáng cửu tinh, đối với tỉnh khí thần hồn đều có cực kỳ khủng bố áp lực, chọi cứng, lại so với thiêu đốt bản nguyên còn muốn khoa trương. Tử tiêu tinh thần quyết ngoại trừ thấp sáng cửu tinh, cái này liều mạng chiêu pháp bên ngoài, cái khác như góp nhặt nguyên lực hiệu suất, thông thường chiến đấu, tại Trung Châu Đại Lục mà nói, đều là cao cấp nhất trình độ. Cái khác thánh địa trấn phái công pháp, có lẽ một số phương diện sẽ trội hơn tử tiêu tỉnh thần quyết, nhưng tính tổng hợp bên trên, khẳng định là không kém bao nhiêu. Mà tại bộc phát bên trên, bởi vì cửu tỉnh nguyên nhân, tử tiêu tỉnh thần quyết cùng tỉnh thần thần công nhưng luận thứ nhất. Còn có thiên phú tổ hợp kỹ kiếm trấn tinh hà, bây giờ cũng tăng lên một bước, đã có thể dung nhập mới thiên phú đến tổ hợp kỹ bên trong. Nhìn thấy thiên phú kỹ kiếm trấn tỉnh hà thời điểm, có một chút để Trần Phi hơi kinh ngạc, đó chính là kiếm trấn tỉnh hà dung nhập thiên phú hạng mức cao nhất, cũng không phải là Trần Phi trong tưởng tượng bốn cái, mà là năm cái. Mấy năm này, Trần Phi đạt được tin tức, đều là bình thường sơn hải cảnh, muốn tu luyện tới son hải cảnh đỉnh phong, nhất định phải có ba cái thiên phú trấn áp thần cung, không phải thần cung bất ổn không cách nào thật đột phá thánh địa ở trong thiên kiêu có thể tu luyện ra bốn cái thiên phú công pháp truyền thừa mạnh hơn người khác thiên phú còn nhiều một cái triệt để đặt vững thánh địa thiên kiêu cường đại chiến lực kết quả trần phỉ bây giờ nhìn tử tiêu tinh thần quyết này thiên phú kỹ vậy mà có thể dung hợp năm hạng thiên phú kia đại biểu thánh địa thiên kiêu hạng mức cao nhất nhưng thật ra là ngũ môn thiên phú mà không phải bốn môn Trần Phỉ nhìn kỹ tử tiêu tinh thần quyết phương pháp tu luyện, ở trong xác thực có năm cái quan khẩu, có thể để người tu hành thừa cơ ngưng tụ thiên phú. Nghe đồn có đôi khi thật chỉ là nghe đồn, thánh địa nội tình, xa so với tưởng tượng phải thâm hậu hơn nhiều. Bất quá chính Trần Phỉ cố định mục tiêu là một tòa thần cung một hạng thiên phú, cũng là không cần hâm mộ trong thánh địa người. Duy nhất chính là này thiên phú kỹ kiếm trấn tinh hà, Trần Phỉ nếu là suy nghĩ nhiều dung nhập mấy hạng thiên phú, chỉ sợ nhất định phải cầm tới những nhà khác trấn phái công pháp. Hái bách gia chi trường, mới có thể để thiên phú kỹ phát sinh mới thuế biến. Ban đầu kiếm trấn tinh hà, dung hợp chính là kiếm tông, kim cương bất hoại cùng không thôi. Trần Phỉ tại một tháng thời gian bên trong, ngày đêm không ngừng mà tu luyện công pháp, cũng thử nghiệm đem thiên phú Na Di cùng trấn ngục dung nhập trong đó. Kết quả ngược lại để Trần Phỉ có chút hài lòng, mới kiếm trấn tinh hà, bởi vì trấn ngục dung nhập, phòng ngự tăng thêm lớn hơn công kích mà thiên phú na di thì là để trần phỉ công kích cùng tốc độ di động tăng tốc trần phỉ điệp giáp càng điệt càng nhiều trở nên càng ngày càng thịt mà thân pháp cùng tốc độ công kích tăng tốc trong chiến đấu tác dụng không thể nghi ngờ tại tử tiêu tinh thần quyết độ thuần thục vẫn chỉ là tại tình thông cảnh thời điểm bởi vì thiên phú kỹ nguyên nhân trần phi thực lực lần nữa dương lên muốn nói kiếm trần tỉnh hà khuyết điểm duy nhất đó chính là đối thần hồn cùng tâm thần tiêu hao, trở nên càng thêm khoa trương. Lấy Trần Phi bây giờ sơn hải cảnh trung kỳ thần hồn, đều chèo chống không được quá lâu kiếm trấn tỉnh hà trạng thái. Tử tiêu tỉnh thần quyết làm đính cấp truyền thừa, tu luyện cần độ thuần thục nhiều kinh người. Trần Phi tính toán qua, cho dù ngày đêm không ngừng, không có chút nào lười biếng muốn đem tử tiêu tinh thần quyết tu luyện tới viên mãn cảnh, tối thiểu cũng cần 2 năm tả hữu thời gian mà muốn đem tử tiêu tinh thần quyết từ viên mãn cảnh đẩy đến đại viên mãn cảnh, ít nhất phải thời gian 5 năm. Hợp lại 7 năm, liền có thể đem dạng này một môn truyền thừa, đóng đến đại viên mãn cảnh, phương diện tốc độ đã cực kỳ khoa trương. Dù sao liền xem như thánh địa thiên kiêu, tu luyện nhà mình trấn phái công pháp, không có mấy trăm năm thời gian, mơ tưởng đem nó tu luyện tới đinh. Thậm chí có đôi khi phí thời gian một thế, cũng tu luyện không đến cảnh giới tối cao không phải thánh địa ở trong sơn hải cảnh đỉnh phong có không ít nhưng nhật nguyệt cảnh lại vĩnh viễn cứ như vậy một hai vị bởi vậy đó có thể thấy được thánh địa trấn phái công pháp tu luyện độ khó loại này khó khăn công pháp có đôi khi bạch bạch cho một chút sơn hải cảnh chỉ sợ rất nhiều người đều không dám nếm thử tu luyện trần phỉ trong lòng ít nhiều có chút hoài niệm trước đó tại hắc thần kết giới bên trong một ngày hấp thu công pháp cảm ngộ đủ để bù đắp được một tháng trở lên khổ công Trần Phỉ đối với muốn khổ tu mấy năm, mới có thể đem công pháp tăng lên đến đại viên mãn, kỳ thật cũng không bài xích. Nhưng bây giờ cái này thế đạo, mỗi một chút thực lực tăng trưởng đều là đối tự thân an toàn bảo đảm lớn nhất. Trần Phỉ nguyện ý tốn mấy năm thời gian tu luyện, nhưng thế giới này không nhất định sẽ dành cho ngươi an an ổn, ổn ổn tu luyện thời gian mấy năm. Thiên phú kim cương bất hoại, một tháng khổ tu, bây giờ vẫn là tại tinh thông cảnh trước đó tại hắc thần kết giới kiếm lấy điểm cống hiến trần phỉ ngoại trừ đổi tinh thần thần công còn lại toàn bộ đổi đan dược và linh tài trần phỉ bây giờ tu luyện ra tòa thứ năm thần cung tài nguyên đã đầy đủ thiếu chính là thiên phú kim cương bất hoại lúc nào tu luyện đến đại viên mãn cảnh kim cương bất hoại không đến đại viên mãn cảnh đến lúc đó phá vỡ mà vào hư không bước đầu tiên khả năng liền sẽ bị kẹt lại cho nên không đem thiên phú trước trên việc tu luyện đi liền trực tiếp đột phá tương đương với tự chém căng cơ mặt khác một môn tu luyện công pháp chính là thủy nguyên độn ảnh quyết tu luyện rất thuận lợi về thời gian muốn so chính trần phi dự đoán ít một chút đại khái thêm nửa năm nửa nhiều liền có thể đến đại viên mãn cảnh đến lúc đó trần phi chẳng khác nào có một cái lớn đường lui để phân thân đợi tại thánh thành bên trong trần phi bản tôn ra ngoài cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể na di trở về chỉ cần không bị trận thế ngăn cản, vấn đề liền không lớn. Đường thủ xương mấy người quay đầu nhìn Trần Phi, gặp Trần Phi lại bắt đầu tu luyện, ánh mắt ba động. Thực lực mạnh nhất, thiên tư tối cao, tu luyện lại còn là cố gắng nhất. Nháy mắt trôi qua 20 ngày, thiên nhạn thành bay vọt mười mấy vạn dặm, rốt cục đi tới thánh thành phụ cận. Mười mấy vạn dặm, ở trong không có gặp được bất kỳ khó khăn trắc trở, một con yêu vật đều chưa từng xuất hiện, liền tựa như yêu vật đã hoàn toàn biến mất. Đương Trần Phi tại tu luyện thời điểm, có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được thiên địa nguyên khí một tia biến hóa, nhưng loại biến hóa này là cái gì, bây giờ Trần Phi còn nói không ra. Giống như lúc trước hắc thần kết giới sắp đại biến, Trần Phi cũng có tương tự cảm giác. Từ hắc thần kết giới biến mất cho tới bây giờ, đã qua sắp hai tháng thời gian, vô luận là Trung Châu Đại Lục, vân là Trung Châu Đại Lục bên ngoài hải vực, gió êm sóng lặng nhưng bác đại thánh thành chẳng những không có dừng lại thánh thành kiến tạo ngược lại không ngừng mà tăng tốc tiên độ tại khoảng cách thánh thành còn có hơn một vạn dặm thời điểm trần phỉ đã nhìn thấy rất nhiều thế lực khác người tu hành giống như trần phỉ bọn hắn lựa chọn đem toàn bộ thiên nhạn thành đột ngột từ mặt đất mọc lên những tông môn thế lực khác chỉ cần năng lực đầy đủ cuối cùng cũng là đem riêng phần mình sơn môn cùng nhau di chuyển dù sao sơn môn ở trong bày các loại phù văn trận thế thời gian lâu dài một chút khả năng đều nắm chắc đã ngoài ngàn năm dạng này trực tiếp vứt bỏ cực kỳ đáng tiếc mà lại đem riêng phần mình sơn môn di chuyển đến thánh thành thánh thành có thể dùng lớn trận thế trực tiếp cùng bên trong sơn môn trận thế nối liền cùng một chỗ trong lúc vô hình có thể càng thêm an toàn duy nhất không cách nào di chuyển chính là những cái kia bí cảnh chỉ có thể đem bí cảnh bên trong các loại linh tài thu hoạch về sau đem bí cảnh từ bỏ rơi có năng lực dời núi chuyển thành, tối thiểu phải có sơn hải cảnh, mà lại sơn hải cảnh số lượng còn không thể ít, bằng không thì cũng không làm được đến mức này. Về phần những cái kia chỉ có hợp khiếu cảnh tông môn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu thập bọc hành lý, đồng thời còn không thể kéo dài thời gian, muốn nhanh chóng xuất phát. Không phải có khả năng còn chưa tới đạt thánh thành, yêu vật lại đột nhiên giáng lâm. Trần phỉ bọn người ở tại khoảng cách thánh thành biên giới còn có 50 dặm thời điểm, một thân ảnh từ nơi xa bay tới. Phía trước dừng bước. Thanh âm xa xa truyền đến, Trần Phỉ mở to mắt, để Thiên Nhạn Thành đứng tại giữa không trung, mình thì là bay tới đằng trước. Thiên Nhạn Thành, trước đó tại phiêu miễu hồ đã báo cáo chuẩn bị qua. Trần Phi cất cao giọng nói. Thiên Nhạn Thành. Lục Trung Kính nhanh chóng lật xem một chút ngọc giản trong tay bên trong nội dung, tìm được Thiên Nhạn Thành tin tức, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, nói, theo sát ta, ta mang các ngươi đi vị trí chỉ định. Làm phiền các hạ rồi. Trần Phi tiên lên một bước, đem một phần tứ giai lĩnh tài mịt mờ nhét vào lục trung kính trong tay. Lục trung kính cũng không nhìn, chỉ là dùng ngón tay vuốt nhẹ một chút linh tài mặt ngoài, vốn là căng cứng khuôn mặt nở một nụ cười. Trần Phi quay đầu lại nói một tiếng, thiên nhạn thành một lần nữa bắt đầu chuyển động, đi theo lục trung kính sau lưng. Thiên nhạn thành giờ phút này cách mặt đất vài trăm mét, thành nội không ít người biết được đã đến thánh thành phụ cận nhao nhao đứng ở trên tường thành nhìn ra phía ngoài đón lấy tất cả mọi người thấy được một đạo liên miên không biết bao nhiêu dặm cao tới trăm mét trở lên tường thành sừng sững tại phía trước thành này tường chính là gần gần hai tháng tám đại thánh địa cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cộng đồng chế tạo ra thánh thành bình chướng nếu như chỉ là đơn giản trăm mét cao đối với người bình thường mà nói là khó mà vượt qua lạch trời nhưng đối yêu vật, đặc biệt là động một tí liền tứ giai trở lên yêu vật, hiển nhiên không đáng chú ý cho nên những này tường thành tuyên khắc lấy phù văn, đồng thời cùng toàn bộ thánh thành trận thế nối liền cùng một chỗ, một cái cấm bay trận thế, liền có thể áp chế yêu vật phi hành. Thiên nhạn thành bay vọt thánh thành tường thành, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa nguyên khí, tự hồ lại có có chút khác biệt. Trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, những người khác chỉ là cảm giác được một tia khác biệt, nhưng trần phỉ thì là biết đây là tịnh hóa pháp trận toàn bộ thánh thành bày khắp tịnh hóa pháp trận cho nên thiên địa nguyên khí mới cùng ngoại giới có rõ ràng như vậy khác biệt hắc thần khiêu động quy tắc để yêu vật có thể tại vô tận hải bên trong tùy ý địa phương giáng lâm nếu như thánh thành bên trong cũng bị yêu vật dạng này tùy tiện xuất hiện tòa thánh thành kia đem không có chút nào an toàn có thể nói cho nên tịnh hóa pháp trận ở thời điểm này lại một lần nữa có đất dụng võ trực tiếp tịnh hóa thánh thành bên trong thiên địa nguyên khí, để yêu vật không có xuất hiện ở đây khả năng, đồng thời một khi yêu vật đi vào thánh thành phạm vi, sẽ còn nhận tịnh hóa pháp trận suy yếu. So sánh ban đầu ở hắc thần trong kết giới trải tịnh hóa pháp trận, chẳng những muốn khiên kết giới quái nhiễu, còn phải xem chuẩn tiết điểm bố trí. Bây giờ tại thánh thành ở trong trải, không thể nghi ngờ muốn đơn giản quá nhiều, chỉ là hai tháng không đến thời gian, ngoại vi khu vực liền đã trải hoàn toàn lại dựa theo thánh địa thói quen, toàn bộ thánh thành bây giờ trận thế kết cấu, sẽ còn tiếp tục không ngừng mà tăng cường, thẳng đến phù văn cũng không còn cách nào điệp gia đi lên mới thôi. Trần Phỉ cúi đầu nhìn phía dưới, đã có không ít thế lực vào ở thánh thành. Cũng không phải là càng đi chỗ sâu, vị trí lại càng tốt. Ở trong đã có địa lý nhân tố đưa đến thiên địa nguyên khí không đồng đều, còn có toàn bộ thánh thành trận thế vận chuyển, một ít khu vực, thiên địa nguyên khí bên trong linh cơ, sẽ thiên nhiên càng nhiều hơn một chút. Phi hành hơn 300 dặm, lục trung kính ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Trần Phi, nói, nơi này liền thiên nhạn thành đóng quân khu vực, ngươi có thể để thành trì rơi xuống. Nơi này, đường thủ xương nghe được lục trung kính, khẽ cho mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, tiếp lây chỉ hướng phía trước, nói, ban đầu ở phiêu miễu hồ, nhiệm vụ điện cho vị trí, hăng là kia một khối mới đúng. Đường thủ xương chỉ địa phương, tại một tòa bên cạnh hồ một bên, bởi vì có nguồn nước, thiên địa nguyên khí sẽ tương đối nồng đậm một chút, so trước mắt cái này một khối khu vực, tốt hơn không ít. Thiên nhạn thành trước kia đúng là ở bên kia, nhưng đằng sau có thế lực dùng điểm cống hiên đổi lấy bên kia, cho nên chỉ có thể thiên nhạn thành chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Lục Trung Kính tự hồ đã sớm ngờ tới sẽ có vấn đề này, thần sắc có chút bình tĩnh nói. Trần Phi nhìn về phía trước, Châu Mi tâm hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Nơi đó bí cảnh, là gần nhất mới xuất hiện sao?" Trần Phi đột nhiên nói. Lục Trung kính nao nao, có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Phi một chút, ngược lại là không ngờ rằng Trần Phi quan sát đúng là nhạy cảm như thế. Không qua lại sau thiên nhạn thành ngay ở chỗ này, bên kia xuất hiện bí cảnh sự tình, kiểu gì cũng sẽ biết, Lục Trung kính nghĩ đến vừa rồi Trần Phi tặng kia phần tứ giai linh tài, trầm ngâm một lát. Thánh thành bên trong bày ra pháp trận, thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động cho nên toàn bộ thánh thành bên trong xuất hiện không ít mới bí cảnh, tòa kia bí cảnh tại hơn tháng trước đó sinh ra. Lục Trung Kính nhìn Trần Phỉ mặt không biểu tình, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nhà kia thực lực không tầm thường, có sơn hải cảnh hậu kỳ tọa trấn. Lục Trung Kính nói không có nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nhà kia thế lực thực lực mạnh hơn thiên nhạn thành được nhiều, không nên nghĩ quá nhiều. Thánh thành bên trong bí cảnh, ai cách gần đó, liền về ai, Trần Phỉ nhẹ giọng cười lên nói. Vậy dĩ nhiên không phải như thế, cuối cùng vẫn muốn nhìn các phe phái thế lực cống hiến. Lục Trung Kính lắc đầu. Minh Bạch, đa tạ cáo tri, Trần Phỉ chấp tay. Thuộc bổn phận sự tình, không cần như thế. Gặp Trần Phỉ không có buồn bực, Lục Trung Kính trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra ý cười. Bất quá lúc này mới bình thường, dù sao sát vách có được Sơn Hải Cảnh hậu kỳ, mà liền Lục Trung Kính biết được, Thiên nhạn thành mạnh nhất chỉ là Sơn Hải cảnh trung kỳ. Cùng Thiên nhạn thành kết minh triệu gia, ngược lại là có một cái sáu tòa thần cung, khoảng cách Sơn Hải cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng một bước này, cũng không phải tốt như vậy vượt qua, nhiều ít Sơn Hải cảnh cả đời, khả năng đều vượt không ra một bước này, không phải toàn bộ Trung Châu đại lục sơn hải cảnh hậu kỳ, cũng sẽ không như vậy bảy một tê. Thiên nhạn thành bắt đầu chậm rãi hạ xuống, theo một tiếng vang trầm thiên nhạn thành bình yên rơi xuống đất. Đường thủ xương buông ra thành nội trận thế, thánh thành bên trong phù văn bắt đầu kết nối thiên nhạn thành, thiên nhạn thành trận thế lúc sáng lúc tối, kéo dài ròng rã một canh giờ, tiếp lấy rốt cục ổn định. Thiên nhạn thành ngoài thành vẫn là một mảnh hoang vu, tiếp lấy sẽ có đông đảo hợp khiếu cảnh thế lực chồng chất đến chung quanh. Về sau thánh thành bên trong, có được sơn hải cảnh tông môn thế lực ở giữa, bình thường đều sẽ cách xa nhau một khoảng cách, để những cái kia hợp khiếu cảnh thế lực đến tràn ngập trong đó. Dạng này son hải cảnh thế lực ở giữa không cần nằm cạnh gần như vậy, giảm bớt ma sát, đồng thời cũng sẽ không quá xa, thật có tình huống như thế nào, cũng có thể canh gác hỗ trợ. Ba ngày sau, Triệu Thụy Chinh cùng Triệu Thiên Nguyệt hai người, mang theo Triệu Gia đi tới Thiên Nhạn Thành bên trong. Triệu Thụy Chinh hai người gia tộc, khoảng cách thánh thành cực xa, cho nên cứ việc nhân số càng ít, nhưng tốn hao thời gian ngược lại càng nhiều. Chúng ta nguyên lai chọn địa phương bị Ngọc Tuyển Cốc chiếm, quả nhiên là rất bá đạo. Trong phủ thành chủ, Triệu Thiên Nguyệt có chút bất mãn nói: Hai cái sơn hải cảnh hậu kỳ, thực lực xác thực mạnh hơn chúng ta được nhiều. Trần Vĩ ánh mắt yên tĩnh nói: Ba ngày thời gian, Thiên Nhạn Thành cũng hỏi thăm rõ ràng bên kia thế lực tình huống. Ngọc Tuyển Cốc, từ ngàn năm nay, Sơn Hải Cảnh hậu kỳ truyền thừa không ngừng, trải qua hắc thần kết giới một chuyện, còn để trong môn một cái khác sơn hải cảnh trung kỳ hoàn thành đột phá. Một môn hai cái sơn hải cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy đã tính cực kỳ cường đại. Chiếm cứ một cái tân sinh bí cảnh, thánh địa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên nhạn thành cùng Triệu gia hợp lại thực lực, có sơn hải cảnh trung kỳ, nhưng cũng chỉ có thể xem như không tệ mà thôi, cùng Ngọc Tuyền Cốc còn không cách nào đánh đồng. Bất quá dù vậy, bị người chiếm đi nguyên lai chọn tốt địa phương, nhiều ít vẫn là làm cho lòng người bên trong bất mãn. Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, lại không đầy, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Thời gian lần lượt quá khứ hơn 10 ngày, Thiên Nhạn Thành cố ý mở rộng một khoảng cách, lưu cho Triệu gia. Đồng thời Thiên Nhạn Thành phụ cận thế lực cũng dần dần nhiều hơn. Thiên Nhạn Thành bên ngoài vốn là hoang vu một mảnh, bây giờ trong nháy mắt trở nên huyên náo. Mà trong vòng phương viên mấy trăm dặm, ngoại trừ Ngọc Tuyển Cốc, là thuộc thiên nhạn thành thực lực mạnh nhất, cho nên thiên nhạn thành hấp dẫn không ít người đến đây, thiên nhạn thành bắt đầu trở nên càng phát ra phồn vinh. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ Trung Châu Đại Lục, có năng lực có ý nguyện di chuyển tới thế lực, toàn bộ vào ở thành công thánh thành, Trung Châu Đại Lục địa phương khác, bắt đầu trở nên tiêu điều, thậm chí không có một ai. Vô tận hải thiên địa nguyên khí bên trong linh co, trở nên càng phát ra cổ quái, lại loại này cổ quái bị càng ngày càng nhiều sơn hải cảnh cảm giác được. Thánh thành bên trong còn cảm giác không rõ, nhưng chỉ cần rời đi thánh thành một khoảng cách, liền có thể rõ ràng cảm giác được loại kia khác biệt. Thời gian lại lần nữa quá khứ hai tháng, tại hắc thần kết giới biến mất hơn bốn tháng một ngày, toàn bộ vô tận hải thiên không có chút nổi lên một đạo gọn sóng. Trần Phi ngay tại thính phong viện bên trong bế quan, con mắt trong nháy mắt mở ra, người xuất hiện giữa không trung bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Trên bầu trời phong kinh vân đạm, nhìn không ra chút nào dị dạng, nhưng giờ phút này tất cả sơn hải cảnh cùng yêu vương, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời. Vừa rỗi toàn bộ vô tận ngày hôm trước khung dị dạng, bọn hăng đều cảm giác được. Đây là nhiều năm như vậy cũng không có sự tình, nhưng ngoại trừ đạo này ba động, tiếp xuống toàn bộ thiên khung bình nhờ một mảnh, giống như vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Khoảng cách thánh thành bên ngoài mấy vạn dặm, hơn 10 dặm bên trong thiên địa nguyên khí hình thành cái phễu hình, một đạo hắc ảnh chậm rãi thành hình. Đầu lâu cái trước to lớn bọc mũ, cánh tay dị dạng một lớn một nhỏ, mặt ngoài thân thể nhìn thấy vô số gương mặt vừa đi vừa về du tẩu, những này là giữa thiên địa rời rạc tàn hồn. Nhất giai sơ kỳ, thực lực chỉ so với vừa tập võ không lâu nhân loại mạnh lên một chút, thậm chí còn không bằng một chút vừa ra đời không lâu yêu thú. Nhưng giờ phút này, Trung Châu Đại Lục bên trên, có mấy vạn cái bóng đen giáng lâm, ở trong có mấy ngàn con yêu vật khí tức bắt đầu nhanh chóng dương lên, bất quá một lát liền đi tới nhị giai. Mấy ngàn con yêu vật cảnh giới tăng lên tới cái này, tuyệt đại bộ phận tăng trưởng biên độ một chút chậm lại, chỉ có mấy trăm con còn duy trì đột nhiên tăng mạnh tư thế, tiếp tục thôn vệ thiên địa nguyên khí bên trong tàn hồn. Rốt cục, theo cái thứ nhất yêu vật đột phá đến tam giai, mấy trăm con tam giai yêu vật lần lượt thành hình. Giờ phút này, mới vừa rồi còn đột nhiên tăng mạnh yêu vật, chỉ còn lại mấy chục cái, vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng tiếng tu vi, thẳng đến cái này mấy chục cái yêu vật, tăng lên tới tứ giai, mới cuối cùng ngừng lại. Mấy chục cái tứ giai yêu vật ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp lấy thân hình tiêu tán, trực tiếp ẩn nấp đi. Mà còn lại kia mấy vạn con yêu vật, thì là bắt đầu lẫn nhau thôn vệ lẫn nhau, dùng cái này đột phá tự thân gông cùng xiên xích. Một khi cảnh giới đạt tới tứ giai, cái này yêu vật liền sẽ ẩn nấp đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, trùng trùng điệp điệp mấy vạn con yêu vật, bất quá một canh giờ thời gian, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cụ thể ra đời nhiều ít tứ giai yêu vật, không người biết được. Trên biển mênh mông không, thiên địa nguyên khí rất nhỏ chân động. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu, ở giữa tòa thánh thành. Yêu vật bắt đầu xuất hiện cái này hắc thần nếu là từ đầu đến cuối không xuất thủ thật đúng là khó mà tìm ra tung tích dấu vết nhưng bây giờ nó đã hạ xuống yêu vật chúng ta liền có dấu vết mà lần theo phát ra treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm hết thảy khả nghĩ vết tích chúng ta muốn tại hắc thần khôi phục trước tìm tới nó chân thân chô nhật nguyệt cảnh thanh âm tại trong đại điện vang vọng hắc thần chia thành tốt nhỏ tìm ra độ khó trở nên lớn hơn nhưng không có hắc thần kết giới trở ngại nhật nguyệt cảnh đã có thể xuất thủ bây giờ vô luận là nhân loại hay là yêu thú đều đã trước thua nửa chiêu tiếp xuống thật sự nếu không tìm tới phản kích phương thức vậy cái này tràn chiến dịch liền thật muốn toàn thua đến lúc đó tất cả nhân loại cùng yêu thú biến thành hắc thần tín ngưỡng lương thực tứ giai trở lên lực lượng sẽ bị chém giết hầu như không còn bởi vì lực lượng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắc thần thu hoạch tín ngưỡng trừ phi ngươi trở thành hắc thần phụ thuộc nhưng ngay cả linh hồn đều bán, cảnh giới lại cao hơn, lại có thể thế nào, nhật nguyệt cảnh ý chí, bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ thánh thành. Treo thưởng nhiệm vụ không còn lấy chém giết yêu vật nhiều ít làm nguyên tắc, bởi vì yêu vật đã giết chi không hết, dựa theo nhật nguyệt cảnh suy tính, toàn bộ vô tận hải tứ giai yêu vật, đem bảo trì một cái ổn định số lượng. Chết nhiều ít, về sau hắc thần còn có thể tạo ra bao nhiêu. Trừ phi ngươi chém giết tứ giai đỉnh phong yêu vật, loại này yêu vật muốn xuất hiện, bây giờ hắc thần đều không tốt làm được. Cho nên giết tứ giai đỉnh phong yêu vật, vẫn như cũ có giá trị. Về phần yêu vật công thành, nhật nguyệt cảnh nhóm, còn hy vọng yêu vật thật đến, bởi vì điều này đại biểu có hắc thần ý chí ở hậu phương, nhật nguyệt cảnh còn có thể dưới đây, tìm ra hắc thần chân thân vị trí. Trần Phỉ thấy được treo thưởng nhiệm vụ, nhưng là không có ra khỏi thành, mà là tiếp tục đợi tại thiên nhạn thành bên trong bế quan tu luyện cho dù muốn ra khỏi thành, Trần Phi cũng muốn đem thủy nguyên độn ảnh quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, lại rời đi. Về phần mỗi cái thể lực đều phải có cơ sở nhiệm vụ, thì từ đường thủ xương mây người, thông qua trấn thủ thánh thành tường vây, để hoàn thành chỉ tiêu. Mặt trời lặng mặt trăng lên, đảo mắt lại là một tháng thời gian trôi qua, trong màn đêm, Trần Phi con mắt đột nhiên mở ra. Loáng thoáng ở giữa, tự hồ một cô ý niệm đang triệu hoán Trần Phi, rất tinh tường trần phi trầm ngâm một lát tiếp lấy phi thân lên đi tới thánh thành tường thành chỗ đến nơi này khi cô ý niệm kêu gọi trở nên càng thêm rõ ràng mà trần phi cũng rốt cục xác định cô này ý niệm đến từ nơi nào hắc thần đang kêu gọi mình người hầu từ hắc thần kết giới tiêu tán cho tới bây giờ đi qua mấy tháng trần phỉ vẫn cho là trước đó tại trong kết giới cái chủng loại kia người một nhà quan hệ đã cắt ra bây giờ không nghĩ tới hắc thần vậy mà bắt đầu chủ động kêu gọi. Trần Phỉ đứng tại chỗ một lát, tiếp lấy quay trở về tới thiên nhạn thành bên trong. Cho dù thật sự là hắc thần kêu gọi, Trần Phỉ cũng không có khả năng dạng này tùy tiện rời đi thánh thành. Bây giờ nơi này, thế nhưng là thánh địa tại quản lý, ra vào thánh thành, cho dù là sơn hải cảnh, đều muốn báo cáo chuẩn bị một chút. Trần Phỉ nếu như đêm hôm khuya khoắt không hiểu thấu ra khỏi thành, tiếp xuống nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, rất dễ dàng liền bị tra tìm ra. Hắc thần đối người hầu kêu gọi, khẳng định không phải chỉ nhầm vào trần phỉ một người. Nói cách khác, vô cùng có khả năng đã có sơn hải cảnh thật làm phản, đi chung với hắc thần. Mặc kệ là ham hắc thần kết giới lúc trước những cái kia công pháp cảm ngộ, vẫn là đã cảm thấy nhân loại cùng yêu thú ngăn không được hắc thần, hoặc là nguyên nhân khác, dù sao trong trận doanh mặt có phản đồ. Trong thánh địa những cái kia nhật nguyệt cảnh, Chắc hẳn đối với cái này cũng có đề phòng. Dù sao chỉ cần là sinh linh, lợi mình là bản năng phản ứng. Nhiều như vậy nhân loại cùng yêu thú, toàn tâm toàn ý đi đối kháng hắc thần, bản thân cũng không thực tế, Trần Phi đứng tại Thính Phong viện bên trong, ngẩng đầu nhìn thiên khung. Đoạn thời gian gần nhất, Trần Phi khẳng định là sẽ không ra thành, tối thiểu muốn chờ cái 10 ngày nửa tháng, tìm cơ hội thích hợp, lại thuận thế ra khỏi thành. Trần Phi là không có làm phản nhưng nếu như bị xem như làm phản kia không khỏi quá oan đến lúc đó nếu là nhật nguyệt cảnh tự mình xuất thủ đuổi bắt liền trần phi thực lực bây giờ bị một trưởng đánh thành tro bụi đều là vô cùng có khả năng sự tình hắc thần kêu gọi tại màn đêm tiêu tán về sau cũng đi theo cùng nhau đình chỉ trần phi không có ra ngoài nghe ngóng không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa coi như cái gì cũng không biết tiếp tục đợi tại thính phong viện bên trong bế quan tu luyện cái này một đợi, chính là ròng rã hơn 20 ngày thời gian. Mà trong đoạn thời gian này mặt, có quan hệ hắc thần tin tức bắt đầu không ngừng truyền vào thánh thành ở trong. Yêu vật trên Trung Châu Đại Lục hoạt động vết tích trở nên rõ ràng, hiển nhiên yêu vật tại về số lượng đã trở nên có chút khả quan, cho nên rất nhiều tung tích cũng không còn tận lực ẩn tàng. Một đạo tử quan ở giữa không trung hiện lên, Trần Phỉ rơi vào nhiệm vụ điện trước thánh thành ở trong vẫn như cũ thiết lập một cái nhiệm vụ điện dùng cho ban bố các loại nhiệm vụ cùng hối đoái ban thưởng bây giờ yêu vật đối với thánh thành không có chút nào hứng thú ngay cả tới gần đều không có nhưng thánh thành đối với yêu vật các loại điều tra nhiệm vụ đã che kín trên bản danh sách phàm là ban thưởng phong phú đều là xâm nhập yêu vật căn cứ trải qua trong khoảng thời gian này tin tức thu thập yêu vật trên trung châu đại lục xuất hiện rất nhiều điểm tụ tập những yêu vật này tự hồ đang mưu đồ lấy một vài thứ, Thánh địa Nhật Nguyệt cảnh đã từng xuất thủ qua, nhưng lại thứ gì cũng không phát hiện. Gần nhất Hắc thần vì kiềm chế Nhật Nguyệt cảnh, không biết dùng phương pháp gì, đúng là để những cái kia yêu vật bắt đầu định hướng cảm giác Nhật Nguyệt cảnh khí tức. Nhật Nguyệt cảnh so sánh sơn hải cảnh, tự nhiên là có khác biệt cực lớn, những yêu vật này trải qua Hắc thần một loại nào đó cường hóa, có thể tại mấy ngàn dặm bên ngoài, liền có thể cảm giác được Nhật Nguyệt cảnh đến mấy ngàn dặm cho dù là nhật nguyệt cảnh cũng vô pháp tại mấy bước ở giữa liền vượt qua dài như vậy khoảng cách cho nên cho dù những yêu vật này điểm tụ tập thật đang làm cái gì sự tình để nhật nguyệt cảnh xuất thủ yêu vật cũng có thể sớm đem đồ vật hủy đi mà gần nhất thánh thành bên trong nhật nguyệt cảnh ngoại trừ tất yếu lưu thủ mấy vị còn lại đã bắt đầu tại vô tận hải bên trong khắp nơi tìm kiếm hắc thần chân thân vị trí trung châu đại lục đã cực lớn toàn bộ vô tận hải diện tích càng là lớn đến một cái khá kinh người trình độ. Cho nên cho dù là nhật nguyệt cảnh muốn tìm kiếm ra dị dạng, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trần Phi đi vào nhiệm vụ điện, trên bản danh sách bày ra lấy các loại nhiệm vụ, Trần Phi đi vào trước quay, trực tiếp xác nhận một cái khoảng cách 3 vạn dặm bên ngoài điều tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, xem lây được tình báo giá trị cực lớn nhỏ quyết định, Bất quá loại này điều tra nhiệm vụ cũng có giữ gốc ban thưởng, chính là cho dù cái gì đều không có tìm kiếm đến, đến lúc đó chém giết một con cùng giai yêu vật trở về liền có thể. Trần Phi không có tìm kiếm đội ngũ gia nhập, lần này ra khỏi thành, Trần Phi chủ yếu là muốn nhìn một chút kia Hắc Thần kêu gọi người hầu, đến cùng là muốn làm gì. Hoặc là nói, Hắc Thần có hay không cho ra một điểm chô tốt ra, để cho người ta làm việc, luôn không khả năng thứ gì cũng không cho a. À nhìn thời gian gần một tháng, Trần Phi đối với cái này một mực rất hiếu kỳ. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phi muốn nhìn một chút, hắc thần còn cho không cho công pháp cảm ngộ. Mấy tháng bế quan tu luyện, Trần Phi thật một điểm lười biến đều không có, liền ngay cả cùng Trì Thư Khanh cùng Đông Lâm Vân ở giữa tu luyện nghiên cứu thảo luận, đều chỉ là hơi lúc rảnh rỗi tới một lần. Nhưng cho dù dạng này mất ăn mất ngủ, công pháp độ thuần thục vẫn như cũ chỉ là chậm rãi tiến lên. Thủy Nguyên độn ảnh quyết ngược lại là nhanh đại viên mãn, nhưng cũng chỉ là nhanh, thật muốn tu luyện hoàn thành, tối thiểu còn cần thời gian mấy tháng. Về phần Tử Tiêu tinh thần quyết cùng Thiên Phú Kim Cương bất hoại, hai cái vẫn tại tinh thông cảnh đều đâu vào đấy đi về phía trước. So sánh cái khác sơn hải cảnh, Trần Phỉ loại này tốc độ tu luyện, tự nhiên là không thể tưởng tượng, nhưng người gặp qua tốt, tự nhiên sẽ không nhịn được suy nghĩ. Trước đó Hắc thần Mai danh ẩn tích Trần Phỉ tự nhiên chỉ có thể làm từng bước tu luyện, nhưng bây giờ hắc thần lại xuất hiện, Trần Phỉ trong lòng tự nhiên có chút suy nghĩ. Nếu không phải lo lắng bị Thánh Thành hoài nghi, sớm 10 ngày trước, Trần Phỉ liền muốn ra khỏi thành. Trần Phỉ đi ra nhiệm vụ điện, điện quan tại bên ngoài thân lưu chuyển, tiếp theo tại lôi đình tiến nổ đùng đoàn bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Trần Phỉ đi vào tường thành vị trí, lấy ra nhiệm vụ điện cho quyển trục đăng ký về sau, Trần Phi từ trên tường thành bay thẳng nhảy vọt đến tầng mây bên trong, hướng phía ba vạn dặm bên ngoài yêu vật điểm tụ tập tiến đến. Toàn lực ứng phó phi hành, giống như lôi đình xẹt qua trời cao. Mấy tháng này tu luyện Tử Tiêu Tỉnh Thần Quyết, Trần Phi chỉ là mình cảm thấy chưa đủ nhanh, nhưng kỳ thật công pháp độ thuần thục tăng lên, phản hồi đến về mặt chiên lực, Trần Phi vẫn là tăng lên không ít. Vô luận là xuất thủ thời điểm, nguyên lực chuyển vận, vẫn là giờ phút này thân pháp tốc độ, đều hứng chịu tới tử tiêu tỉnh thần quyết gia trì. Liền ngay cả nguyên lực tích lũy tốc độ, Trần Phi đều tăng lên rất nhiều. Chẳng qua hiện nay chế ước Trần Phi ngưng tụ tòa thứ năm thần cung, đã không phải là nguyên lực tích lũy, mà là thiên phú trưởng thành tốc độ, cái này không tăng lên, Trần Phi vẫn là chỉ có thể mấy năm ngưng tụ một tòa thần cung. Tại khoảng cách nhiệm vụ vị trí còn có 7.000 dặm thời điểm, Trần Phi từ trên bầu trời rơi đến trên mặt đất. Núi non trùng điệp, chỉ có phổ thông chim thú trùng cá tại núi này loan ở giữa. Trần Phi cảm giác một chút chung quanh, không có dị dạng, tiếp lấy người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trong lòng đất hơn 70 dặm địa tầng khe hở ở trong. Trần Phi thi triển công pháp bên trong liễm tức thuật cùng đồ linh thuật, đem khí tức của mình tận lực che giấu. Không có bố trí trận thế, bởi vì trận thế nguyên khí ba động, có đôi khi ngược lại còn lại càng dễ gây nên không cần thiết chú ý. Trần Phi bắt đầu chợp mắt, chờ đợi màn đêm giáng lâm. Mặt trời lặn mặt trăng lên, trong dãy núi, giả thú thanh âm cũng bắt đầu biến mất. Vỏ quả đất bên trong, kỳ dị chấn động âm thanh bên tai không dứt, trần phỉ con mắt một chút mở ra, loại kia như có như không tiếng kêu xuất hiện lần nữa tại trần phỉ bên tai. Thân hình biến mất, trần phỉ xuất hiện tại trên dãy núi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. So sánh tại thánh thành bên trong, giờ phút này không có những cái kia tịnh hóa pháp trận, Loại này kêu gọi thanh âm rõ ràng rất nhiều. Trần Vĩ đứng tại đỉnh núi bên trên, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Kêu gọi thanh âm ngay tại dần dần trở nên rõ ràng, nhưng là thật đi nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện chỉ là một chút không có ý nghĩa âm tiết, cũng không phải là chính xác lời nói. Một khắc đồng hồ trôi qua, một sợi hắc vụ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Vĩ trên không, theo cái này sợi hắc vụ xuất hiện, càng ngày càng nhiều hắc vụ đem chung quanh che giấu loại này hắc vụ trần Vĩ rất tin tường, ban đầu ở hắc thần kết giới bên trong, khắp nơi tràn ngập loại lực lượng này. Ông Chung quanh thiên địa nguyên khí khẽ rung lên, một đạo gọn sóng khuếch tán ra, một viên phù văn xuất hiện giữa không trung bên trong. Phù văn như ẩn như hiện, cùng lúc trước Trần Phi đạt được na di phù văn có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái phù văn này ẩn hiện, càng giống là một loại ẩn nấp phương thức. Mà lúc trước na di phù văn, thì là muốn phá vỡ mà vào hư không, thật biến mất không thấy. Cái này gặp mặt chuyện thứ nhất, trực tiếp liền tặng đổ. Trần Phi ánh mắt ba động, nhìn xem phù văn hướng phía mình bay tới. Theo phù văn tới gần, Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ phù văn bản thân ẩn chứa lực lượng bên ngoài, còn có một cô ô nhiễm tràn ngập trong đó. Cô này ô nhiễm đã hoàn toàn không mang theo che giấu, nếu như nói dĩ vãng công pháp cảm ngộ bên trong, là một thành ô nhiễm chính thành cảm ngộ kia bây giờ chính là chính thành ô nhiễm một thành phù văn lực lượng rất hiển nhiên hắc thần là muốn đem quy thuận tới sơn hải cảnh triệt để chuyển hóa thành người một nhà một điểm chỗ trống cũng không lưu lại trần phi bên tai tiếng kêu bây giờ biến thành tiếng thúc giục thúc giục hấp thu cái phù văn này nếu như nói trước kia quy thuận người bên trong ở trong cố gắng sẽ có giả mạo kia hấp thu cái phù văn này liền sẽ không lại có ngoài ý muốn không chỉ có bên tai tiếng thúc dục, liền ngay cả chung quanh hắc vụ cũng tựa như muốn hóa thành thực chất. Không hấp thu phù văn, chỉ sợ sẽ có sự tình khác phát sinh. Trần phỉ tay phải điểm nhẹ mi tâm, 50 chui hiên viên kiếm huyển thân xuất hiện tại ngay trong thức hải. 50 chui hiên viên kiếm huyển thân đầu đuôi tương liên, trần phỉ tay phải một chiêu, giữa không trung phù văn rơi vào trần phỉ trên trán. Phù văn hòa tan vào thân thể, còn chưa tới kịp khuếch tán, liền bị hiên viên kiếm huyển thân vây quanh. Trần phỉ thân thể có chút trung động, hiên viên kiếm huyễn thân nhận ô nhiễm về sau, lập tức vỡ vụn, liên tiếp 30 chui hiên viên kiếm huyễn thân, chỉ ở trong khoảnh khắc, liền cùng ô nhiễm đồng quy vu tận. Trần phỉ xưa nay không hoài nghi hắc thần cường đại, nhưng đối với hiên viên kiếm, trần phỉ từ đầu đến cuối cũng duy trì tuyệt đối tự tin. Muốn thu hoạch được hắc thần tín nhiệm, nhất định phải để phù văn trực tiếp nhập thể, dạng này thân thể mới có thể tự mang hắc thần ô nhiễm một điểm đặc tính. Giống trước đó như thế sớm loại bỏ, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Liên tiếp vỡ vụn 48 chui hiên viên kiếm huyễn thân, phù văn ở trong hắc thần ô nhiễm rốt cục bị loại bỏ. Nếu như 48 chui hiên viên kiếm huyễn thân còn chưa đủ, Trần Vĩ có thể tiếp tục triệu hoáng Trần Vĩ thần hồn, chỉ là không chịu nổi duy nhất một lần quá nhiều hiên viên kiếm chân linh, nếu như cần, có thể cưỡng ép tiếp tục triệu hoán. Huống chi, ngoại trừ huyển thân, còn có một thanh hoàn toàn do tâm thần cô động mà thành hiên viên kiếm, ở trong chân linh đầy đủ hơn nhiều. Phù văn tại thức hải bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, Trần Phi không có phát hiện vấn đề khác, đem nó triệt để dung nhập trong thân thể. Hô! Trần Phi quần áo trên người không gió mà bay, cảm giác phù văn tác dụng, Trần Phi thần sắc khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Trần Phi thân thể vặn vẹo, tiếp lấy cả người biển mất ngay tại chô chung quanh hắc vụ tại trần phỉ hấp thu hết phù văn liền đã tự động tiêu tán một lát không đến vừa rồi không có một ai đỉnh núi trần phỉ lại một lần nữa xuất hiện tại vị trí cũ từ đầu đến cuối trần phỉ đều chưa từng di động bước chân cũng không phải na di đi mà là vừa rồi cả người triệt để ẩn nặc không chỉ có là thân hình liền ngay cả khí tức cùng thần hồn lạc ấn toàn bộ đều cưỡng ép che giấu đây chính là cái phù văn này lực lượng, quy khư. Đem thân thể giấu ở không gian tường kép bên trong, đã tại lập tức, lại không tại lập tức, cực kỳ thần kỳ. Có điểm giống một ít chủng tộc thiên phú, nhưng cái phù văn này cuối cùng cũng không phải là dung nhập vào trong thần hồn, cùng thiên phú lại hoàn toàn khác biệt. Loại này giấu kín năng lực, là muốn tại thánh thành ở trong gây sự tình A. Trần Phỉ nhìn thoáng qua bản, phát hiện cái phù văn này bị đơn độc bày ra, không có đưa về đến công pháp và thiên phú bên trong. Phù văn vừa hấp thu, độ thuần thục trực tiếp chính là đại viên mãn cảnh trạng thái, cho nên Trần Phỉ vừa rồi mới có thể sử dụng thuận lợi như vậy. Trần Phi mở ra tay phải của mình, ở lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một cái đồ án, đây là vừa rồi phù văn bên trong mang theo. Ở trong ô nhiêm tự nhiên cũng đã bị thanh trừ, mà cái này đồ án tác dụng cũng rất đơn giản, tiếp nhận hắc thần ra lệnh, nếu như hoàn thành, liền có thể dùng để đổi lây ban thưởng. Mà bây giờ hắc thần ban thưởng cực kỳ đơn sơ, nhưng hết lần này tới lần khác lại hiệu quả 10 phần, đó chính là cung cấp công pháp cảm ngộ. Hắc thần chân thân bây giờ vẫn là đang ngủ say, đồ án câu thông chính là hắc thần một cái hiện ý thức. Nếu như Trần Phi thực lực đầy đủ cường đại, có lẽ có thể thông qua cái này hiện ý thức, định vị ra hắc thần chân thân đại thể vị trí. Nhưng cũng tiếc, trần phi chỉ là một cái bình thường son hải cảnh trung kỳ hắn không có cường đại như vậy thần hồn có thể nghịch hướng thôi diên về phần đem cái này đồ án giao cho thánh thành ở trong nhật nguyệt cảnh không nói đến những cái kia nhật nguyệt cảnh có thể hay không trước tiên liền đem trần phi nhốt lại cái này đồ án một khi tiếp xúc đến trần phi bên ngoài người thứ hai cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn căn bản không cho thôi diên cơ hội giống như những cái kia yêu vật có thể trực tiếp tại mê ngàn dặm bên ngoài cảm giác được nhật nguyệt cảnh cái này đồ án đối với nhật nguyệt cảnh đồng dạng duy trì cực kỳ cảm giác bén nhạy giờ phút này theo trần phi câu thông đồ án đổi lên ánh sáng nhạt một cái hoàn toàn do thiên địa nguyên khí tạo thành quan đoàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay quan đoàn bên trong vẫn như cũ mang theo ô nhiễm loại này ô nhiễm cũng không phải hắc thần muốn tiếp tục hắc hóa người khác thuần túy chính là cái này đoàn cảm ngộ là dùng hắc thần lực lượng thôi diễn ra trời sinh liền tự mang hắc thần thuộc tính Trần Vĩ Triệu hồi ra hiên viên kiếm huyển thân, đem ô nhiễm thanh trừ, tiếp lấy đem cái này đoàn đại biểu thiên phú kim cương bất hoại cảm ngộ, trực tiếp hấp thu. Bản bên trên, thiên phú kim quang không xấu độ thuần thục tăng trưởng một chút. Cái này đoàn cảm ngộ, xem như lễ gặp mặt, về sau mỗi tháng thời gian, đều sẽ có một đoàn công pháp cảm ngộ xuất hiện, xem như một loại khen thưởng. Cảm ngộ lượng cũng không tính nhiều, cái khác người tu hành có thể sẽ cảm thấy rất phong phú, nhưng đối Trần Phỉ tới nói, cái này một đoàn nhỏ công pháp cảm ngộ, đại khái chỉ có thể tiết kiệm 10 ngày khổ tu. Xem như được không, Trần Phỉ ngược lại là không có cái gì bất mãn. Mà nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều công pháp cảm ngộ, vậy sẽ phải nghe theo hắc thần chỉ lệnh, đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, trên đồ án liền sẽ ban thưởng đại lượng công pháp cảm ngộ. Trần Phỉ trong lòng bàn tay xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tại hắc thần hiện ý thức xem ra, Trần Phỉ xem như thủ hạ của mình, nhưng ở những cái kia yêu vật xem ra, Trần Phỉ vẫn như cũ là một cái sơn hải cảnh, nên công kích vẫn là sẽ tiếp tục công kích. Đây là hắc thần cố ý thiết định quy tắc, không phải Trần Phi nếu là cùng cái khác son hải cảnh cùng một chỗ hành động, đụng phải yêu vật, kết quả yêu vật hoàn toàn không công kích Trần Phi, cái nhìn này liền có vấn đề, chớ nói chi là cái gì ẩn giấu đi yêu vật loại này hoàn toàn không có gì linh tuệ sinh vật, chỉ thích hợp đi thẳng về thẳng, để bọn chúng đi diễn kịch, hoàn toàn làm không được. Có cái này quy khư lực lượng, giống như thật có thể tiên yêu vật tụ tập địa phương, nhìn xem tình huống như thế nào. Trần Phi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trước khi nhận nhiệm vụ ra, Trần Phi liền không muốn đi điều tra. Quá nguy hiểm, thật muốn nhìn ra một chút cái gì, khẳng định phải xâm nhập trong đó. Nhưng bây giờ, đột nhiên nhiều hơn dạng này một cái năng lực tự hồ trực tiếp liền có thể lợi dụng đối với trần phi mà nói hắc thần khôi phục cùng cường đại không chỉ có đối vô tận hải không có chỗ tốt đối với trần phi cũng giống như thế bây giờ trần phi là bị trở thành người một nhà nhưng là trần phi chỉ cần dám xuất hiện tại hắc thần chân thân trước mặt một chút liền có thể nhìn ra là một cái tên giả mạo đến lúc đó chết chính là trần phi trần phi bước về phía trước một bước Toàn bộ thân hình đi vào không gian tường kép ở trong Cùng thiên phú na di tại không gian khe hở bên trong nhanh chóng nhảy vọt khác biệt Loại này đi tại không gian tường kép bên trong Cũng không có cái gì áp lực Bất quá không có áp lực Cũng đại biểu cho không cách nào nhanh chóng nhảy vào So sánh trần phỉ thông thường tốc độ phi hành Tại quy khư trạng thái dưới Trần phỉ tốc độ chỉ còn lúc đầu không tới 3 thành Đồng thời quy khư trạng thái dưới Một khi động thủ sẽ trực tiếp rời khỏi loại trạng thái này ngược lại là có thể cưỡng ép tiếp tục tiến vào không gian tường kép nhưng bởi vì xuất thủ sát na thiên địa nguyên khí chấn động còn có khí hơi thở cùng thần hồn bại lộ sẽ để cho loại này tìm hành trở nên không hoàn mỹ rất dễ dàng bị khóa định tại quy khư trạng thái bên trong nhưng không có miễn dịch tổn thương năng lực thậm chí bởi vì thân thể tất cả lực lượng đều ở đê vị vận hành trạng thái bên trong lực phòng ngự khách quan lúc bình thường còn thấp một đoạn. Trần Phỉ đi về phía trước không đến 100 dặm, một chút liền đem quy khư các loại lợi và hại phân biệt rõ ràng. Dùng thời điểm, tự nhiên dùng rất tốt, nhưng là hoàn toàn ỷ lại loại lực lượng này, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lực lượng thần hồn đang không ngừng tiêu hao, nhưng ở Trần Phỉ trong phạm vi chịu đựng, tiêu hao như thế, cho dù tiếp tục cái một ngày, Trần Phỉ cũng sẽ không có vấn đề gì. Không biết, có thể hay không đem quy khư cái này lực lượng, trực tiếp dung hợp đến thiên phú Na Di ở trong đi. Trần Phi bước chân đột nhiên có chút dừng lại, quy khư là tại không gian tường kép bên trong, Na Di là khe hở không gian, ở một mức độ nào đó, đều thuộc về không gian loại lực lượng. Trần Phi thường xuyên lợi dụng bản dung hợp công pháp, lúc trước đột phá đến son hải cảnh, Trần Phi thậm chí còn thử dung hợp thiên phú. Bất quá thiên phú dung hợp, cuối cùng thất bại, thất bại nguyên nhân cũng không phải là thiên phú không thể dung hợp mà là dung hợp sau sinh ra lực lượng trần phi thần hồn không cách nào chèo chống lúc ấy để trần phi liên tưởng không ít thậm chí là nhật nguyệt cảnh phương thức tu luyện hiện giai đoạn thiên phú không cách nào dung hợp vậy sẽ một cái cùng loại thiên phú năng lực dung hợp đến thiên phú bên trong có thể thực hiện hay không quy khu dùng rất tốt nhưng tốc độ di chuyển chậm về sau theo trần phi thực lực tăng lên đoán chừng tại quy khư trạng thái dưới tốc độ vân là chỉ có hiện tại trình độ. Đây là không gian tường kép đặc tính quyết định, hành động quá nhanh, sẽ đem dấu kín lên khí tức cùng thần hồn lạc ấn bại lộ. Còn có cái kia phòng ngự giảm xuống một đoạn, cũng là một cái rất lớn nhược điểm. Nếu như bị người bắt được quy khu hạ thân ảnh, rất dễ dàng bị người một kích trí mạng. Nhưng nếu như quy khu có thể dung hợp thiên phú na dĩ, trở lên hai cái khuyết điểm, cố gắng có thể được bù đắp. Dung hợp, Trần Phi nhìn xem bản, ra lệnh. Bản bên trên, thiên phú Na Di cùng quy khư chữ bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếp lấy Trần Phi cảm giác được thần hồn của mình bắt đầu lăn lộn, kéo dài nửa canh giờ, mới cuối cùng dừng lại. Đồng thời bản bên trên, quy khư tin tức biến mất không thấy gì nữa, mà thiên phú Na Di thì xuất hiện biến hóa. Phát hiện thiên phú, Na Di, khư đi. Trần Phi thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm giác thiên phú biến hóa, sau một khắc, bởi vì dung hợp quy cư mà hiện ra thân hình lại một lần nữa ẩn nặc sau một khắc trần phỉ xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm hiện thân tốc độ trở ngại biến mất phòng ngự nhược điểm cũng mất trần phỉ mang trên mặt ý cười trước đó suy đoán thành công duy nhất chính là bây giờ sử dụng cư đi đối với thần hồn tiêu hao trở nên phi thường lớn trình độ nào đó kỳ thật chính là tại sử dụng biến chủng na di nếu như nói trước đó quy cư trần phỉ có thể cả ngày đều không có áp lực chút nào bây giờ sử dụng khư đi nửa canh giờ trần phỉ thần hồn chi lực liền sẽ hao hết ở trong lượng tiêu hao tăng lên rất nhiều bất quá tương lai trần phỉ cảnh giới sẽ còn đề cao đến lúc đó tái sử dụng khư đi thời gian nhất định có thể kéo dài có thể nói lần này dung hợp để một cái có thiếu hụt đặc thù lực lượng biên thành độc thuộc về trần phi cường đại thiên phú về phần thần hồn tiêu hao lớn cái nào lực lượng cường đại, tiêu hao không lớn, sau ba canh giờ, Trần Phi bước vào một cái cự đại trong lòng núi. Nếu như nói, trước đó quy khu, còn có một điểm khả năng bị yêu vật phát hiện, bây giờ cùng Na Di dung hợp, để Trần Phi thân hình tiếp tục muốn bước vào đến khe hở không gian ở trong. Dạng này tìm hành, đã không phải là tứ giai yêu vật có thể phát hiện. Dựa theo Trần Phi đối với tứ giai cùng Sơn Hải cảnh lý giải, chỉ cần không có đạt tới nhật nguyệt cảnh, tiếp xúc đến không gian chỉ lực, liền không khả năng phát hiện trạng thái này hạ hắn. Trần Phi nhanh chóng chuyên về, ở giữa lòng núi bị yêu vật yêu lực bao phủ, tạo thành một loại trận thế hiệu quả, để son hải cảnh không cách nào cự ly xa nhìn trộm. Một lát sau, Trần Phi đi vào một cái cự đại động rộng rãi bên trong, thấy được một đống yêu vật tại trong động đá vôi vừa đi vừa về xen kẻ hành tẩu, sử dụng mình bản nguyên lực lượng, tuyên khắc lấy một cái cự đại đồ án. Trần Phi lông mày khẽ nhúc nhích, thân hình bay vọt đến động rộng rãi ngay phía trên, thấy rõ đồ án hoàn chỉnh bộ dáng. Truyền tống tế đàn Trước đó Trần Phi cảm thấy có chút quen mắt, giờ phút này kịp phản ứng, cái này đồ án bộ dáng, cùng thiên vũ minh bên kia tế đàn, không phải có bảy thành trở lên tương tự sao, không có hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng khi bên trong mấy cái hạch tâm vị trí đồ án, lại là 8-9 phần 10. Thiên vũ minh bên kia tế đàn, bây giờ còn tại xúc tích lực lượng, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, tối thiểu còn có hơn nửa năm thời gian. Hắc thần muốn trải tế đàn, là muốn từ thế giới cũ, truyền tống lực lượng tới, để cho mình càng nhanh khôi phục. Vẫn là trực tiếp triệu hoán dĩ vãng bộ hạ. Liên tiếp suy đoán xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, Trần Phỉ quay người rời đi động rộng rãi. Tin tức này, là thật muốn truyền về Thánh Thành, bởi vì vô luận là loại kia, đối với vô tận hải nhân loại cùng yêu thú mà nói đều là một cái mầm tai vạ đến lúc đó nhất định phải để nhật nguyệt cảnh qua lại càng quét những yêu vật này điểm tụ tập nhưng chính là không biết những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó yêu vật có phải hay không cũng tại khắc họa loại này tế đàn trần phỉ rời đi lòng núi ngàn dặm về sau hiện thân bắt đầu nhanh chóng bay về phía thánh thành mấy canh giờ về sau trần phi thấy được thiên nhạn thành đang muốn tiếp tục bay về phía nhiệm vụ điện, đột nhiên ngọc tuyển cốc phương hướng, tuôn ra to lớn tiếng huyên náo, một đạo lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời, đem ngọc tuyển cốc nửa cái đỉnh núi đều triệt để ép bình. Trần phí con mắt có chút trợn to, còn chưa cảm giác rõ ràng ngọc tuyển cốc tình huống, đột nhiên một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Trần Phi. Trần Phi sắc mặt biến hóa, càng nguyên kiếm ra khỏi vỏ, ngăn tại phía trên. Quanh, Tiếng nổ đùng đoàn trực trùng vân tiêu, Trần Phi cả người nện mặt vào phía dưới dãy núi. Cô lực lượng này như thế không giảm, quét về thiên nhạn thành. Thiên nhạn thành trận thế tự động vận chuyển, một cái cự đại vòng bảo hộ đem thiên nhạn thành toàn bộ bao phủ. Triệu Thụy Chinh mấy người một chút xuất hiện giữa không trung bên trong, nhìn thấy đột kích lực lượng, mấy người sắc mặt biến hóa, đem thể nội nguyên lực trong nháy mắt rót vào thiên nhạn thành trận thế ở trong trận thế đạt được của lực lượng này chèo chống tại thành trì trên không xuất hiện huyền vũ huyễn ảnh oanh huyền vũ huyễn ảnh trịch liệt trung động vốn là ngưng thực thân thể một chút trở nên có chút hư ảo phản phất sau một khắc liền muốn trực tiếp tiêu tán một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời thiên nhạn thành toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong nhìn thoáng qua thiên nhạn thành đang muốn tiếp tục xuất thủ đột nhiên một trận tiếng nổ đùng đoàn tại sau lưng vang lên bóng người quay đầu nhìn hướng phía sau, tử sắc quan mang chiếu rọi tại trong tầm mắt. Trần Phỉ cầm trong tay càng nguyên kiếm, vô số điện quan tại thân thể bao quanh, từng bước một đi hướng thiên nhạn thành, khí tức hoàn toàn khóa chặt tại bóng người màu đen trên thân. Hình như có tiếng kinh ngạc khó tin từ bóng người trong miệng phát ra, một cái sơn hải cảnh trung kỳ, thụ hắn một kích, vậy mà khí tức chẳng những không có giảm xuống, ngược lại không ngừng tăng lên. Tiếng cười khẽ vang lên, bóng người tinh hồng hai mắt nhìn chầm chầm trần phỉ một chút, thân hình đột ngột ở giữa không trung trực tiếp tiêu tán, cùng nhau tiêu tán còn có trước đó lưu lại khí tức cùng thần hồn lạc ấn. Quy khu Trần Phi lông mày hơi động một chút, trước đó Trần Phi đã có chỗ suy đoán, giờ phút này nhìn thấy bóng người biến mất, rốt cuộc xác định. Trần Phi từ cảm giác hạt thần kêu gọi, đến cuối cùng ra khỏi thành, ở trong cách xa nhau hai mươi mấy ngày. Cái khác làm phản đến hắc thần bên kia sơn hải cảnh, nếu như vừa vặn tại thánh thành bên ngoài, trực tiếp liền có thể hấp thu quy khu phù văn. Những này làm phản người yên lặng hơn 20 ngày, bây giờ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Trần Phi quay đầu nhìn thoáng qua ngọc tuyền cốc phương hướng, hai cái sơn hải cảnh hậu kỳ, vậy mà đều bị công kích. Hoặc là kẻ tập kích tài cao người lớn mật, hoặc là vừa ăn cướp vừa la làng, làm phản người ở giữa, lẫn nhau không cảm ứng được đối phương có phải hay không làm phản người, Tựa như yêu vật đối tất cả nhân loại cùng yêu thú đối xử như nhau, nên công kích liền công kích. Làm phản người cùng hắc thần ở giữa, chính là một tuyến liên hệ. Làm phản người ở giữa, không có trên dưới phụ thuộc quan hệ, tối thiểu Trần Phi không có từ trong lòng bàn tay đồ án bên trong, cảm giác được phương diện này tin tức. Trần Phi đi vào thiên nhạn thành trên không, huyền vũ hư ảnh đã biến mất, Triệu Thụy chinh mấy người tiến lên, vừa muốn nói chuyện liền thấy mấy đạo lưu quan từ nơi xa chạy nhanh đến thánh thành phản ứng vẫn là rất nhanh chính vì vậy vừa rồi người kia cảm thấy sẽ có nguy hiểm dứt khoát trực tiếp rời đi hắc thần ban thưởng quy khư phù văn trực tiếp chính là đại viên mãn cảnh cho nên trần vĩ cũng vô pháp thông qua cảm giác đi tìm ra người kia tại không gian tường kép bên trong vị trí cụ thể xa xa lưu quan một phân thành hai một bộ phận rơi vào ngọc tuyền cốc bên trong một bộ phận đi tới thiên nhạn thành bên này. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, đem các ngươi biết đến, toàn bộ nói ra, ba cái thánh thành chấp sự, thần sắc ngưng trọng nói. Đem lưu ảnh thạch xuất ra. Trần Vĩ quay đầu nhìn về phía đường thủ xương nói. Thường ngày đối với thiên nhạn thành quản lý, gần nhất rơi vào đường thủ xương trong tay, Trần Vĩ là không muốn quản, mà những người khác thì là không thế nào biết quản. Khi dứt khoát liền để trước đó đương trực luân phiên thành chủ đường thủ xương, tiếp tục đảm nhiệm thành chủ chức. Lưu ảnh thạch, loại vật này ban đầu ở Tiên Vân Thành, Trần Phỉ liền dùng qua, nhưng là dùng đến tương đối ít, bởi vì không cách nào lưu thanh âm, hình ảnh không đủ rõ ràng, mà lại giá cả đắt đỏ. Bất quá lưu ảnh thạch những này tất cả khuyết điểm, nhằm vào đều là lúc trước Trần Phỉ. Khi đó Trần Phỉ, ngay cả công pháp giảng hóa tiền, thường xuyên đều không bỏ ra nổi đến, một phân tiền hận không thể tách ra thành hai điểm đến dùng. Lưu ảnh thạch loại vật này, tự nhiên đầy người đều là khuyết điểm. Mà đối bây giờ Trần Phi tới nói, lưu ảnh thạch tiền, căn bản đã không tính là gì, loại này luyện thể cảnh võ giả đều có thể tiếp xúc đến đồ vật, đặt đi nữa, lại có thể quý đi nơi nào. Cho nên tại đem đến thánh thành về sau, Trần Phi liền đề nghị, tại Thiên Nhạn thành trận thế bên trong, gia nhập lưu ảnh thạch, có thể giám sát tình huống chung quanh. Lưu ảnh thạch không cách nào lưu thanh âm. Hình ảnh mơ hồ chỗ thiếu hụt này, chỉ cần đem đại lượng lưu ảnh thạch dung luyện cùng một chỗ liên có thể. Thậm chí bởi vì Trần Phi đưa ra đề nghị này, để Thiên Nhạn Thành bên trong trận pháp sư minh tư khổ tưởng, cuối cùng còn cố ý đã sáng tạo ra một cái mới trận thế, đến phối hợp lưu ảnh thạch đến sử dụng. Bây giờ Thiên Nhạn Thành bên ngoài, một ngày 12 canh giờ, đều có lưu ảnh thạch ghi chép tình huống. Tốt. Đường Thủ Sung nhẹ gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã nhiều một khối ngọc thạch, chính là lưu ảnh thạch. Thánh thành ba cái chấp sự có chút ngoài ý muốn nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch, tâm thần thăm dò vào, vừa rồi ngọc tuyền cốc đỉnh núi võ vụn tràn cảnh, mơ hồ ở giữa có thể trông thấy. Tận lực bồi tiếp Trần Phi bị một đạo công kích đánh bay, sau đó một cái bóng người màu đen xuất hiện tại thiên nhạn thành giữa không trung. Lưu ảnh thạch bên trong nội dung rất ít, bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc xuất hiện đồng thời kết thúc, thiên nhạn thành bên trong tuyệt đại bộ phận người, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Làm phiền. Thánh thành chấp sự ngẩng đầu nhìn trần phỉ mấy người một chút, nhẹ gật đầu, mang người trực tiếp đi ngọc tuyền cất. Lưu ảnh thạch bên trên hình ảnh, sau cái gì ngôn ngữ tới đều muốn gọn gàng dứt khoát, tự nhiên cũng sẽ không cần lại hỏi thăm cái gì. Thánh thành ba người đi vào ngọc tuyền cốc, so sánh thiên nhạn thành bình an vô sự, Ngọc Tuyền Cốc giờ phút này cơ hồ bị sang bằng một nửa. Sơn Hải Cảnh ở giữa tranh đấu, vốn là động tĩnh cực lớn, Sơn Hải Cảnh phía dưới người tu hành bị dư ba chấn đến, đều có thể trực tiếp bỏ mình, giờ phút này Ngọc Tuyền Cốc bên trong, liền chết không ít người. Bên kia tình huống như thế nào? Quý Chim Phong ngay tại hỏi thăm Ngọc Tuyền Cốc than trị lượng cùng đoạn tọa chí, nhìn thấy Ngô Chim Khôn ba người nhanh như vậy trở về, có chút ngoài ý muốn nói kia thiên nhạn thành ngược lại là thú vị, tại trận thế bên trong gia nhập lưu ảnh thạch, ghi chép lúc ấy phát sinh tình huống. Ngô chim không cười đem lưu ảnh thạch đưa ra. Ồ! Quý chim phong thần sắc khẽ nhúc nhích, đem lưu ảnh thạch tiếp nhận, tâm thần thăm dò vào, một đoạn hình ảnh xuất hiện tại quý chim phong cảm giác bên trong. Đợi nhìn thấy cái kia dừng lại tại thiên nhạn thành giữa không trung bóng đen lúc, quý chim phong chân mày hơi nhíu lại quý chim phong vừa đi vừa về xem xét lưu ảnh thạch bên trong chỉ tiết ngô chim không thì là nhìn về phía thang trị lượng cùng đoạn toại chí thang trị lượng đột phá đến sơn hải cảnh hậu kỳ đã có vài chục năm đoạn toại chí thì là vừa đột phá không lâu lần này cùng đột kích người giao thủ toàn bộ cánh tay phải bị kéo đứt giờ phút này khí tức đều có chút quể oải có thể tìm ra cái kia tạch nhân sao thang trị lượng trầm giọng nói ngọc tuyển cốc không hiểu thấu bị tập kích chết người ở trong còn có mấy cái hợp khiếu cảnh, ở trong có một cái, vẫn là tương lai có hy vọng đột phá đến sơn hải cảnh người kế tục. Gần nhất các ngươi cùng nhà ai có kết thù sao, quý chim phong ngẩng đầu, không trả lời thắng thang trị lượng vấn đề. Loại thời điểm này, nơi nào còn có tâm tư cùng người khác kết thù, ngược lại là trước kia, là có một ít cừu gia, bọn hắn cũng đều tới thánh thành ở trong. Thang trị lượng lắc đầu, sẽ lấy hướng cùng Ngọc Tuyển Cốc có kết thù kết oán, từng cái nói ra. Sau nửa canh giờ, Quý Chim Phong mấy người rời đi Ngọc Tuyển Cốc, Ngọc Tuyển Cốc bên trong sơn hải cảnh đi ra ngoài đưa tiễn. Đợi nhìn thấy Quý Chim Phong bọn người bay xa, Thang Trị Lượng cùng đoạn tọa chí hai người nụ cười trên mặt dần dần thu liêm. Ngọc Tuyển Cốc trong mật thất, đoạn tọa chí đứt gãy cánh tay lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, quẻ oải khí tức cũng dần dần khôi phục bình thường. Không phải đã nói đem kia thiên nhạn thành biến mất, chuyện gì xảy ra? đoạn toại chí án lấy cánh tay của mình, ngẩng đầu nhìn về phía thang trị lượng. Ngọc Tuyền Cốc diễn một trận khổ nhục kế, tự nhiên là phải có chỗ tốt mới có thể làm như vậy. Trước kia thiết tưởng là sang bằng thiên nhạn thành, dạng này liền có thể từ hắc thần nơi đó đổi lấy đầy đủ ban thưởng, chính Ngọc Tuyền Cốc cũng bị tổn thương, vừa vặn bỏ qua một bên trách nhiệm. Đúng vậy, thang trị lượng hai người nhìn về phía hắc thần, thần hồn đã hắc hóa. Bất quá linh tuệ vẫn còn, chỉ là sẽ đối với hắc thần nói gì nghe nấy. Thiên nhạn thành cái kia gọi Trần Phỉ Sơn hải cảnh trung kỳ, có chút cổ quái. Thang trị lượng nhớ tới trước đó tràn cảnh, khẽ nhíu mày nói. Sơn hải cảnh trung kỳ đón đỡ Sơn hải cảnh hậu kỳ công kích, không nói bị chém giết, nhưng khẳng định sẽ thụ thương, kết quả Trần Phỉ lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì cái này, làm rối loạn thang trị lượng kế hoạch. Cân nhắc đến thánh thành bên trong chấp sự sẽ nhanh chóng đến, thang trị lượng cho nên rời đi trước. Thực lực vượt qua bình thường Sơn Hải cảnh trung kỳ. Vậy hắn có thể hay không giống như chúng ta, nhìn về phía hắc thần, đoạn tọa chí thần sắc khẽ nhúc nhích nói. Hắc thần ban thưởng công pháp cảm ngộ, cái này tại hắc thần kết giới thời điểm, liền đã mọi người đều biết. Cảm ngộ ở trong nhất định có ô nhiễm, nhưng đoạn toại chí cùng thang trị lượng hai người, cuối cùng vân hấp thu những cái kia cảm ngộ. Không vì cái khác, chỉ vì theo bọn hăng nghĩ, hắc thần chiếm lĩnh vô tận hải, chỉ là vấn đề thời gian, tất cả nhân loại cùng yêu thú ngăn cản, đều là phí công sự tình. Lục giai trở lên cảnh giới, cỡ nào vĩ ngạn, như thế nào vô tận hải mạnh nhất bất quá ngũ giai lực lượng có thể ngăn cản. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, càng thêm mấu chốt, là thang trị lượng cùng đoạn tọa chí hai người thọ hạng nhanh đến. Trở thành sơn hải cảnh sóng đã mấy trăm năm, nên dùng duyên thọ đang dược cùng linh tài, hai người đều đã dùng qua. Không đột phá đến nhật nguyệt cảnh, lại có mấy chục năm, hai người liền muốn biên thành một năm cát vàng. Mà lấy hai người tư chất, cho tới bây giờ cảnh giới, đã là cực hạn, thậm chí trước đó đoạn tọa chí từ đầu đến cuối kẹt tại bình cảnh bên trên, chậm chạp không cách nào đột phá đến son hải cảnh hậu kỳ. Nhưng là hắc thần, đưa cho bọn hắn đột phá hy vọng. Thánh địa ở trong đỉnh tim công pháp thậm chí trấn phái công pháp, đã sớm không phải xa không thể chạm lại thêm hắc thần cho công pháp cảm ngộ tương lai chưa hẳn không thể đột phá đến nhật nguyệt cảnh cho dù cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá chắc hẳn hắc thần cũng có biện pháp kéo dài tuổi thọ của bọn hắn loại tình huống này hai người tự nhiên không có cái gì tốt do dự lại tại thang trị lượng hai người xem ra âm thầm đầu nhập vào hắc thần sơn hải cảnh tuyệt đối không phải số ít mặc kệ là thọ hạng gần vẫn cảm thấy ngăn cản không nổi hắc thần có khả năng nhưng không cách nào xác nhận. Thang trị lượng lắc đầu, nói, gần nhất trước bất động thiên nhạn thành, nhưng qua một hai tháng, tìm cơ hội thích hợp, người ta cùng nhau xuất thủ, đem nó sang bằng, đến lúc đó liền có thể thu lấy một lần hát thần phần thưởng. Gần nhất lại hướng thiên nhạn thành xuất thủ, không quá phù hợp, chờ địa phương khác phong ba nổi lên bốn phía thời điểm, lại động thủ, liền sẽ không gây nên chú ý, có chút cổ quái sơn hải cảnh trung kỳ, kia chung quy vẫn là sơn hải cảnh trung kỳ một cái sơn hải cảnh hậu kỳ xuất thủ vốn là dư xài hai cái sơn hải cảnh hậu kỳ xuất thủ đã phi thường để mắt thiên nhạn thành